Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 35. Lâm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, liền ta Lâm Thanh Huyền nhận định người, một mình ngươi không học vấn nên không có làm được gì vãn bối cũng dám động. Ngươi sợ là cảm giác được mình sống thời gian quá lâu. Lâm Thanh Huyền người, không học vấn nên không có làm được gì vãn bối. Mấy cái này câu tử để cho Thanh Huyền đỉnh lão tổ hoàng hồn. Hắn chắc chắn trong đầu hư ảnh đến từ Diệp Thần. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền lại không có chết, hơn nữa còn ở tiểu tử này trong cơ thể. Cái này không thể tưởng tượng nổi sự việc chỉ như vậy xảy ra. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, còn như cái này cơ hội sẽ là cái gì, chính ngươi chắc chắn. Còn nữa, Diệp Thần là ta đắc ý nhất học trò, ta ban đầu giao cho các ngươi Thanh Huyền Ngọc cũng thuộc về Diệp Thần. Dứt lời, Lâm Thanh Huyền ở trong đầu hắn vậy đạo hư ảnh hoàn toàn biến mất. Mà Thanh Huyền đỉnh lão tổ nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn rốt cuộc rõ ràng mới vừa rồi Thanh Huyền đỉnh tại sao phải có y đạo thông thần dị động. Hoàn toàn chính là bởi vì thanh niên trước mắt à. Lâm tổ tiên ngay tại hắn trên mình, quay đầu lại, Thanh Huyền đỉnh tất cả mọi người lại đắc tội tổ tiên. Tại tất cả người kinh hãi dưới, Thanh Huyền đỉnh lão tổ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Quỳ xuống Diệp Thần trước người. Vãn bối bái kiến trước, Diệp tiên sinh, mới vừa rồi không biết Diệp tiên sinh thân phận, xin Diệp tiên sinh tha thứ. Lời này vừa nói ra, cả thế giới tựa như an tĩnh lại. Lâm Như Hải thậm chí còn những cái kia Thanh Huyền đỉnh đệ tử cũng mắt lớn chừng mắt nhỏ, biểu tình kia tựa như gặp quỷ. Vãn bối, Diệp tiên sinh, quỳ bái, cái này mẹ hắn rốt cuộc là tình huống gì à? Thanh Huyền đỉnh có chí cao cao nhất địa vị lão tổ lại có thể quỳ ở một người thanh niên trước mặt, lại là gọi mình vãn bối. Đây cũng quá không hợp với suy luận đi. Bị thương Lâm Như Hải khôi phục mấy phần, yếu ớt nói, lão tổ, người đây là. Thanh Huyền đỉnh lão tổ nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Thanh Huyền đỉnh chỉ nghe làm một người, đó chính là Diệp tiên sinh, người vi phạm. Ta cái đầu tiên chém. Còn nữa, Lâm Như Hải, Thanh Huyền Ngọc hẳn ở trên mình ngươi, mau cầm ra, vẫn còn cho Diệp tiên sinh. Trong thiên hạ, chỉ có Diệp tiên sinh có tư cách nắm trong tay Thanh Huyền Ngọc. Giờ khắc này, lão tổ lệnh, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Chỉ có Lâm Như Hải vẫn còn mơ hồ trạng thái. Hắn lại còn phải đóng ra Thanh Huyền Ngọc. Đây chính là hàm chứa một đạo Lâm Thanh Huyền lực lượng ngọc bội à. Như vậy chí bảo giao cho một cái không rõ ràng tiểu tử, dựa vào cái gì? Thanh Huyền đỉnh lão tổ tự nhiên chú ý tới Lâm Như Hải kháng cự, hừ lạnh một tiếng, ngay tức thì tới Lâm Như Hải trước người. Uy áp cường đại bao trùm xuống. Lâm Như Hải không chịu nổi trực tiếp quỳ xuống. Lão tổ, vì sao đối với tiểu tử này thái độ như vậy thay đổi? Tại sao? Thanh Huyền đỉnh lão tổ hừ lạnh một tiếng, có một số việc, người không có tư cách biết. Ngươi không quỳ Diệp tiên sinh, ta trước đoạn ngươi một cánh tay. Một giây kế tiếp, một trường sử dụng, Lâm Như Hải tay trái tại chỗ biến dạng. Một màn này, để cho những cái kia Thanh Huyền đỉnh người con ngươi đều phải tuôn ra tới. Thanh Huyền Ngọc lấy ra, lão tổ ra lệnh. Sau đó, một giọng nói lại là truyền vào Lâm Như Hải trong tai, ta không ngại nói cho ngươi, mới vừa rồi dẫn động y đạo thông thần dị tượng không phải ta, mà là Diệp tiên sinh. Lâm Như Hải cố nén đau đớn, nghe tới lão tổ truyền thanh, hô hấp bình ở, sâu đậm nhìn một cái xa xa đứng ngạo nghễ Diệp Thần, vẫn là lấy ra một khối màu xanh ngọc bội. Y đạo thông thần, là hắn cả đời ngưỡng vọng tồn tại. Lại không nghĩ rằng, bị một người thanh niên chừng 20 tuổi trước leo. Lão tổ năm ngón tay nắm chặt, ngọc bội liền bay đến bên trong tay hắn, lại là bước nhanh đi tới Diệp Thần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, hai tay trình lên. Thận trọng nói, Diệp tiên sinh, này ngọc chính là Thanh Huyền Ngọc. Cái này một loạt thay đổi, Diệp Thần cái này mới phản ứng được. Rất hiển nhiên, mới vừa Lâm Thanh Huyền ra tay. Chỉ một câu nói, chính là thay đổi thế cục. Hắn đem ngọc bội nhận lấy, cũng không đoái hoài được nghiên cứu, nhìn về phía Lâm Như Hải, hỏi ta sư phụ và khác đệ tử ở nơi nào. Lâm Như Hải sắc mặt không dám lại có bất kỳ bất kính. Vội vàng nói, khải bẩm Diệp tiên sinh, mấy tháng trước,
y thần môn trưởng môn mang mấy tên đồ đệ tới Thanh Huyền Đỉnh, lại là lấy một tôn pháp bảo thành tựu đổi trác, để cho ta thu nhận hắn học trò. Ta không tránh khỏi vậy pháp bảo cám dỗ, đem vật này nhận lấy, lại là chiếu cố hắn học trò mấy phần. Còn như hắn sao, hắn tính cách ta hiểu, căn bản không có thể khuất phục Thanh Huyền Đỉnh. Thu xếp ổn thỏa những học trò này sau đó, hắn một người liền đi tìm phương pháp phá cuộc. Diệp Thần nhíu mày một cái, lão đầu cá tính hắn cũng biết, đúng là không thể nào ở người khác dưới mái hiên ngây ngô. Hắn cũng sẽ không để cho y thần môn chưa gượng dậy nổi. Cho tới nay, hắn cũng muốn trọng trấn y thần môn. Lại không nghĩ rằng, bây giờ gặp loại chuyện này. Nhưng là phương pháp phá cuộc chỉ bằng hắn một người làm sao tìm. Lão đầu mặc dù y đạo mạnh mẽ, nhưng là mấy chục năm trước, đan điền liền bị hao tổn. Vận dụng hết thảy thủ đoạn đều không cách nào tu bổ. Đây cũng là hắn cả đời tiếc nuối. Hắn có thể y đạo giết người, nhưng là nếu quả thật gặp phải những võ đạo cường giả, căn bản không địch. Một người làm sao chống lại? Giờ khắc này, hắn là lão đầu lo lắng. Cái này ông cụ bướng bỉnh, lại không thể thành thục một ít. Ở chỗ này Thanh Huyền Đỉnh chờ mình trở về chẳng lẽ không được sao? Không nghĩ nhiều nữa. Hắn lại hỏi Lâm Như Hải nói, ta trong lòng một mực có cái nghi ngờ, nửa năm trước, ta sư phụ tại sao phải mang tất cả mọi người rời đi y thần môn, thật giống như đang tránh né cái gì, trong miệng ngươi phá cuộc, cục này vậy là cái gì? Đây là hắn lớn nhất nghi hoặc. Lâm Như Hải kinh ngạc nhìn Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ngươi không biết sự kiện kia. Chuyện gì? Lâm Như Hải do dự mấy giây, vẫn là nói, mấy chục năm trước, hai vị trí cường đánh một trận. Chấn động Côn Lôn hư, sư phụ ngươi đan điền cũng là khi đó bị người đánh nát, trận chiến ấy, hắn giết một cái Côn Lôn hư như mặt trời ban trưa cao cấp cường giả. Danh chấn Cửu Châu, sư phụ ngươi có thể không đơn thuần là y thần môn trưởng môn như thế đơn giản, năm đó hắn võ đạo thực lực nhưng mà khủng bố đến mức tận cùng, lại là vô số người ác mộng, coi như là bây giờ ta đều không phải là hắn đối thủ. Chỉ tiếc, trận chiến ấy, sư phụ ngươi mặc dù thắng, nhưng là nhưng hoàn toàn đắc tội một thế lực. Cái thế lực đó lại là vi phạm đạo nghĩa, ở hắn yếu ớt lúc đó, vận dụng nghịch thiên thuật pháp, hủy diệt hắn đan điền, để cho hắn cả đời không cách nào động võ. Nếu như không phải là năm đó bạn hắn xuất thủ tương trợ, sư phụ ngươi đã sớm tiêu tán giữa trời đất. Nhặt hồi một cái mạng sau đó, sư phụ ngươi liền chưa gượng dậy nổi, biết rõ không cách nào trả thù, chỉ có thể lấy y thần môn đào tạo đệ tử. Hắn không muốn không cầu, truyền thụ y đạo, từ đây không bước vào võ đạo, cũng không truyền thụ bất kỳ võ đạo, càng không chấp nhận người bất kỳ khiêu chiến. Hắn người phụ nữ, bằng hữu, tất cả đều rời đi, Côn Lôn hư chính là hiện thực như vậy, sư phụ ngươi không có giá trị, tất cả mọi người đều như đánh đau chó rớt xuống nước vậy, à. Nghe được những lời này, Diệp Thần trong lòng cuốn lên vạn trượng tức giận. Hắn căn bản không biết sư phụ vẫn còn có loại kinh lịch này. Hắn rốt cuộc rõ ràng, lão đầu ở biết mình muốn đi Hoa Hạ lúc báo thù, tại sao một lòng khuyên nhủ. Đang xác định không cách nào thuyết phục mình thời điểm, nhưng lại toàn lực giúp đỡ. Tự mình kéo xuống tư thái, cầu trăm tông thu hắn làm đồ đệ. Lại là đem cao nhất y đạo, chế thuốc đợi một chút truyền thụ mình. Thật ra thì, lão đầu hoàn toàn là ở trên người mình thấy được hắn năm đó bóng dáng à. Hắn đem hết thảy hy vọng ký thác vào trên người mình, chính là hy vọng mình có thể không lại bước vào hắn theo gót. Giờ khắc này, sát ý cường đại bao phủ ở Diệp Thần toàn thân. Huyết long lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá lần này huyết long khổng lồ rất nhiều lần, thậm chí dần dần thực chất. Tức giận và sát ý chính là huyết long hư ảnh tốt nhất bồi bổ vật. Yên lặng hồi lâu, Diệp Thần thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên, ban đầu phá hủy ta sư phụ đan điền. Hủy diệt ta sư phụ cả đời, thậm chí hiện đang đuổi giết y thần môn thế lực rốt cuộc là cái gì? Hắn thanh âm nhìn như không có bất cứ ba động gì, nhưng là có vạn trượng tức giận à. Lâm Như Hải hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, mở miệng nói, đạo tông. Côn Lôn hư thế lực cao cấp một trong, đạo tông. Diệp Thần nhíu mày một cái, đối với cái này hai chữ dị thường xa lạ. Ngay tại lúc này, Thanh Huyền Đỉnh lão tổ tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần trong mắt nghi ngờ, giải thích, Diệp tiên sinh, đạo tông ta biết mấy phần, đây là một cái tồn tại ở thượng cổ tông môn.
Cái này tông môn nhắc tới cũng là cổ quái, nó ở Côn Lôn hư rất ít có động tĩnh, có thể nói là cực kỳ thế lực thần bí, nhưng là này tông còn có một cái đặc thù điểm, đó chính là hàng năm chiêu mộ Côn Lôn hư các loại thiên tài. Y đạo, võ đạo, thậm chí còn lại nói, đều có. Bọn họ hấp thu cường giả thủ đoạn vô cùng điên cuồng, nếu như bọn họ nhận định người, không đáp ứng gia nhập đạo tông, những người đó liền sẽ phải chịu không ngừng nghỉ hành hạ. Hoặc là gia nhập, hoặc là hành hạ đến chết, bọn họ không cách nào có, người khác thế lực vậy mơ tưởng được. Côn Lôn hư rất nhiều không có thế lực thiên tài, cho dù thiên phú linh căn, bị đạo tông trộm tông, để mắt tới, cũng là không có lựa chọn, chỉ có thể gia nhập. Còn nữa, ta nghe nói cái này đạo tông, sớm ở thời đại thượng cổ liền bắt đầu bố trí, còn như là cục gì ta cũng không biết. Diệp thần nghe xong, hiếu kỳ nói, ngươi và đạo tông cường giả so sánh, như thế nào? Thanh huyền đỉnh lão tổ lắc đầu một cái, ta còn chưa bước vào chân chính y đạo thông thần, căn bản không phải đạo tông cường giả đối thủ. Hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, đã từng có một vị lâm tổ tiên hậu nhân chính là đi đạo tông. Người này cũng coi là chúng ta thanh huyền đỉnh phản đồ. Nếu như hắn không rời đi, sợ rằng hắn bây giờ chính là ta địa vị bây giờ, thậm chí có thể đã bước vào y đạo thông thần tình cảnh. Còn như đối phương còn có sống hay không trước, ta cũng không biết. Bất quá Diệp tiên sinh yên tâm, bọn họ cũng không dám đến tìm thanh huyền đỉnh phiền toái, dẫu sao nơi đây là lâm tổ tiên chốn cũ. Thanh huyền đỉnh lão tổ tựa hồ nhìn ra Diệp thần trong mắt sát ý, lại bổ sung, Diệp tiên sinh, người sau lưng mặc dù đứng vị kia, nhưng là tốt nhất vẫn là đừng đánh đạo tông chủ ý, đạo tông không đơn giản như vậy. Diệp thần ý định giết người thu liếm, cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nếu như sau lưng hắn chỉ một đứng lâm thanh huyền, hắn tự nhiên không dám đi đạo tông. Đáng tiếc, hắn đứng sau lưng trăm vị đại năng. Thành tựu luân hồi mộ chủ có cái gì tốt sợ hãi? Mà bây giờ, luân hồi mộ địa có ba vị đại năng chấn giữ, người bình thường muốn động hắn căn bản không có thể. Chỉ bất quá, đạo tông sự việc, hắn dưới mắt vẫn không thể tự mình đi giải quyết. Bởi vì còn có một cái phiền toái lớn cần xử lý. Cực kỳ trọng yếu. Đó chính là huyết minh. Hắn lần này sở dĩ tới trước thanh huyền đỉnh. Chính là bởi vì thanh huyền đỉnh và huyết minh một núi cách nhau. Phụ thân giờ phút này đang huyết minh bị kẹt, hắn phải nghĩ biện pháp cứu ra phụ thân. Không tiếc bất cứ giá nào. Phụ thân cũng là duy nhất biết hắn chân chính Côn Lôn hư thân thế tồn tại. Hắn sắc bén lóe lên, ánh mắt bắn về phía cách đó không xa một tòa đỉnh núi. Đỉnh núi chi trên có một đạo máu đỏ cửa trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hắn nhìn về phía thanh huyền đỉnh lão tổ, hiếu kỳ nói, nếu đạo tông không thể động, vậy huyết minh đâu? Thanh huyền đỉnh lão tổ ngẩn ra, diễn cảm có chút cổ quái. Chẳng lẽ Diệp tiên sinh vẫn cùng huyết minh có thủ oán? Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói, Diệp tiên sinh, huyết minh và đạo tông không cách nào như nhau, nếu như ta ra tay, hẳn có thể vào huyết minh vị kia 5 năm mở, chỉ tiếc, trên người ta có một đạo cấm chế. Không phá hết vậy đạo cấm chế, rất khó rời đi thanh huyền đỉnh. Phá vỡ cấm chế phải bao lâu? 2 ngày. Diệp thần con ngươi híp lại, gật đầu nói, vậy ngươi bây giờ đi liền phá vỡ cấm chế, 2 ngày ta có thể cần ngươi. Diệp tiên sinh. Mặc dù không biết Diệp thần và huyết minh có thù gì hận, nhưng là Diệp thần phân phó, hắn phải nghe theo. Lâm tổ tiên ở hắn đầu óc bên trong, có rừng tổ tiên tồn tại. Diệp thần bước vào chân chính y đạo thông thần chẳng qua là vấn đề thời gian. Đến lúc đó đừng nói huyết minh, liền liền đạo tông đều không cách nào chống lại Diệp thần nghịch thiên thế. Giao phó xong hết thảy, Diệp thần nhớ ra cái gì đó, trực tiếp hướng thanh huyền dưới đỉnh lao đi. Mới vừa rồi vì Tiểu Bích và Kỳ Lâm an nguy, đem hai người oanh đi, hẳn không làm bị thương các nàng đi. Ngay tại Diệp thần vừa mới chuẩn bị rời đi thanh huyền đỉnh đỉnh núi thời điểm. Hai đạo thân ảnh nhưng là cấp tốc cướp tới. Vậy xinh đẹp con ngươi đỏ đỏ, hiển nhiên mới vừa rồi thương cảm không thiếu. Ở Kỳ Lâm và Tiểu Bích trong mắt, Diệp thần cử động không thể nghi ngờ là tự mình hy sinh, chỉ vì cứu các nàng. Tiểu Bích tự nhiên không hy vọng Diệp thần xảy ra chuyện. Diệp thần là sư phụ thích nhất học trò, nếu như xảy ra chuyện, sư phụ tất nhiên không chịu nổi đả kích. Huống chi nàng được không cho thấy Diệp thần.
không hy vọng âm dương cách nhau à? Kỳ Lâm giống như vậy. Mặc dù cho tới nay, nàng đối với Diệp Thần luôn là châm chọc, nhưng là cái này châm chọc nhưng là mang một tia ôn tình. Nàng đồng tình Diệp Thần qua lại, đương kim ngày gặp nhau lần nữa, nàng phát hiện Diệp Thần thay đổi. Trở nên có chút xa lạ, đổi được cường đại hơn thêm. Diệp Thần vận mệnh mới vừa thay đổi, nếu như chết, quá đáng tiếc. Thậm chí tỷ tỷ võ đạo tâm cũng biết dao động. Nàng không biết tỷ tỷ tại sao phải đối với một cái phàm căn người như vậy quan tâm. Nàng đã từng không nghĩ ra, nhưng là một ngày tiếp xúc, nàng đột nhiên cảm giác có chút bừng tỉnh. Ngay tại hai người hốc mắt nước mắt lóe lên thời điểm, một đạo lãnh ngạo bóng người nhưng là đứng cách không xa. Tự tính thanh âm đột nhiên vang lên. Các người hai cái sẽ không ở là ta khóc đi. Giờ khắc này, hai người mở to mắt mâu, đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lớn như vậy có thể ra tay, Diệp Thần lại còn sống. Diệp Thần, Kỳ Lâm giờ khắc này cũng không khống chế mình được nữa, bước nhanh hướng Diệp Thần phóng tới. Vậy thân thể nho nhỏ lại là trực tiếp nhào vào Diệp Thần trên mình. Cánh tay còn quấn Diệp Thần, rất sợ Diệp Thần rời đi. Mới vừa rồi một đường tới, nàng trong lòng quá bị đè nén. Từ trình độ nào đó hay nói, Diệp Thần bởi vì nàng mà chết. Nàng sẽ áy náy cả đời. Bây giờ thấy Diệp Thần lại có thể kỳ tích vậy còn sống, tự nhiên kích động đến quên mình. Bất quá, nàng rất nhanh liền ý thức được không đúng, một cái tránh thoát Diệp Thần, không vui nói, người này tại sao như vậy, lại muốn sờ ngực ta, tin không tin ta đi tỉ tỉ vậy tố cáo. Diệp Thần thiếu chút nữa phun ra một hớp lão máu, coi như phải nói ăn đậu hũ, cũng là Kỳ Lâm ăn hắn mới đúng. Hắn từ đầu tới cuối căn bản không có động à. Kỳ Lâm vây quanh Diệp Thần vòng vo một vòng, khi phát hiện Diệp Thần trên mình không có bất kỳ tổn thương, thở ra một hơi, chặt, Diệp Thần, ngươi đây là cái gì vận khí, tại sao ta không cảm giác được trên mình ngươi có bất kỳ vết thương, chẳng lẽ Thanh Huyền Đỉnh những người đó đại phát từ bi tha ngươi, không giống à? Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiểu Bích cũng là bước nhanh đi lên, quan tâm nói, Diệp Thần, mới vừa xuất thủ nhưng mà Thanh Huyền Đỉnh lão tổ. Ta mặc dù không gặp qua, nhưng là nghe sư phụ nói, này người thủ đoạn thông thiên, coi như là Thanh Huyền Đỉnh một tòa thần bảo vệ. Lớn mạnh như vậy tồn tại, làm sao biết tha ngươi? Đối mặt hai nữ nghi ngờ, Diệp Thần cười một tiếng, nếu như ta nói bây giờ Thanh Huyền Đỉnh là ta nắm trong tay, các người tin tưởng sao? Kỳ Lâm liếc một cái Diệp Thần, ta mới vừa còn cảm thấy người này rất đầy nghĩa khí. Cuối cùng phát hiện trên mình ngươi một ít chỉ có loang loáng điểm, kết quả ngươi lại ở chỗ này khoác lác. Còn là ngươi nắm trong tay, ta phỏng đoán ngươi bây giờ ngươi liền Thanh Huyền Đỉnh trận pháp cũng không dám vào đi thôi. Được rồi, ta bên này coi như là thất bại, dưới mắt liền xem tỷ tỷ có tìm được hay không tên kia. Kỳ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng vốn định dùng kim đan đổi lấy Lâm Thanh Huyền hậu nhân ra tay, bây giờ nhìn lại căn bản không thể nào. Cũng hoàn toàn đắc tội chết, có thể còn sống đã là vạn hạnh. Rồi tìm cửa, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhưng là mở miệng nói, người phụ thân vấn đề, giao cho ta, hai ngày trôi qua, nếu như ta giải quyết xong trước mắt sự việc, liền cùng ngươi đi một chuyến Kỳ gia. Kỳ Lâm mới vừa muốn nói cái gì, xa xa một đạo thân ảnh nhưng là vội vàng đi tới. Chính là Thanh Huyền Đỉnh Lâm Như Hải. Kỳ Lâm và Tiểu Bích thấy Lâm Như Hải tới đây, ngay tức thì sinh ra địch ý và cảm giác nguy cơ, sử dụng vũ khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đối phương chỉ có một người, vừa động thủ một cái. Kỳ Lâm lạnh lùng nói. Nhưng là rất nhanh, chuyện quỷ dị tình chỉ như vậy xảy ra. Diệp Thiên Sinh, các người ba vị gian phòng đã sửa sang lại, có cần hay không đi vào trong nghỉ ngơi một chút. Thời khắc này Lâm Như Hải cung kính đến trình độ cao nhất. Trong nụ cười lại là mang nịnh hót. Và mới vừa rồi vậy gây khó khăn mặt mũi thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Kỳ Lâm và Tiểu Bích trợn to mắt mâu, thậm chí theo bản năng bấm mình một chút. Đây là cái gì quỷ? Diệp tiên sinh. Mấu chốt Lâm Như Hải làm sao thái độ như thế? Trên tay đau đớn nhưng là nói cho hai người hết thảy các thứ này đều là sự thật. Diệp Thần vậy không để ý đến hai người dự định, hướng Thanh Huyền Đỉnh chỗ sâu đi. Hai ngày sau,
hắn liền muốn đi huyết minh cứu phụ thân. Hắn không thể đem hết thảy đặt tiền cuộc ở Thanh Huyền đỉnh lão tổ trên mình. Phải để cho mình lớn mạnh một chút. Còn nữa, thái cổ hư thật đan vậy phải luyện chế. Thái cổ hư thật đan đối với đoạn lôi nhân cực kỳ trọng yếu. Có đoạn lôi nhân trợ giúp, cứu ra phụ thân liền có 100% có thể. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, Kỳ Lâm nhưng là kéo lại Diệp Thần tay, kinh ngạc nói, Diệp Thần, rốt cuộc phát sinh cái gì, tại sao tên này sẽ là loại thái độ này? Người ngược lại là nói à, người muốn gấp chết ta à? Diệp Thần cười một tiếng, ta nói người cũng không tin. Kỳ Lâm nhất thời không nói, đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, sẽ không lần này lại là vậy Diệp Thí Thiên ra tay đi. Cũng không đúng à, Diệp Thí Thiên coi như mạnh hơn nữa, hẳn không thể nào là vậy Thanh Huyền đỉnh lão tổ thực lực. Kỳ Lâm vừa nói, đột nhiên tròng mắt sáng lên, vội vàng hướng Diệp Thần nói, Diệp Thần, nếu tên này nghe ngươi, ngươi có thể hay không để cho tên này theo ta hồi một chuyến Kỳ gia. Diệp Thần bước chân dừng lại. Kinh ngạc nói, bệnh của phụ thân ngươi tình rất nghiêm trọng sao? Thật không thể đợi thêm 2 ngày sao? Nếu như ta ra tay, phần thắng sẽ cao một chút. Kỳ Lâm tự nhiên không tin, ở nàng trong mắt, Diệp Thần tuổi tác đặt ở cái này, bước vào y đạo thời gian quá ngắn, và trước mặt Lâm Như Hải so với, chênh lệch liền quá lớn. Như vậy cũng tốt so Hoa Hạ phần lớn người đi xem trung y, càng muốn tin tưởng lớn tuổi những cái kia bác sĩ. Diệp Thần. Người ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng là ba ta lần này vấn đề thật rất nghiêm trọng, đối với Kỳ gia hay nói cực kỳ mấu chốt, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu ngươi có chuyện, liền nói phục tên này theo ta trở về một chuyến thôi. Ngươi nếu như đáp ứng, vậy ta đi tỉ tỉ nơi đó nói tốt vài câu, như thế nào? Chân thực không được, ta đem ta đoạn này thời gian tích chữ quả vặt sờ nách khoai toàn bộ cho ngươi. Diệp Thần nhìn một cái Kỳ Lâm, do dự mấy giây, vẫn gật đầu. Phân phó nói, Lâm Như Hải, vậy ngươi và Kỳ Lâm đi một chuyến Kỳ gia. Diệp tiên sinh, ta nhất định đem hết khả năng. Diệp Thần mặc dù muốn giúp Kỳ gia, nhưng là an nguy của phụ thân hiển nhiên so người ngoài trọng yếu. Huống chi Lâm Như Hải y thuật ở Côn Lôn Hư cũng coi là cao cấp một nhóm người, nói không chừng hắn ra tay cũng đủ để giải quyết. Thời khắc này Kỳ Lâm rất có bị hạnh phúc đập choáng váng cảm giác. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới nguyên bản còn khó hơn lên trời sự việc, lại có thể liền bởi vì Diệp Thần thật đơn giản câu nói đầu tiên giải quyết. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là làm sao làm được? Tại sao tên này từ Hoa Hạ sau khi trở về, trên mình liền che lấp một tầng cảm giác thần bí? Dĩ nhiên, dưới mắt, đây đối với nàng mà nói đã không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là bệnh của phụ thân tình. Nàng nhìn về phía Lâm Như Hải, thúc giục, đã như vậy. Chúng ta lập tức lên đường. Kỳ tiểu thư. Kỳ Lâm và Lâm Như Hải hoàn toàn rời đi. Mà Diệp Thần chính là đi tới Lâm Như Hải an bài phòng tu luyện, chuẩn bị 2 ngày bế quan. Cái này 2 ngày quá mức trọng yếu. Khi cửa đóng lại nháy mắt, hắn quần thường túi đá màu đen trực tiếp bay ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Luân hồi mộ địa hoàn toàn hiện ra. Hoang cổ ý bao trùm mở. Trăm ngồi mộ bia san sát, Đoạn Lôi Nhân và Lâm Thanh Huyền yên lặng. Ở giữa thiên địa chỉ có một đạo thân ảnh. Bất diệt chi chủ. Trước đây, bất diệt chi chủ sắp tiêu tán, hắn để cho Diệp Thần hết thảy ổn thỏa sau đó, lại đi tìm hắn. Bây giờ chính là thời điểm. Bây giờ bất diệt chi chủ bóng người cơ hồ trong suốt, khí tức trên người lại là yếu ớt mấy phần. Không biết tại sao, thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng có chút thương cảm. Luân hồi mộ địa duy nhất khuyết điểm, chính là lần lượt xa nhau. Những người này đều là hắn sư phụ, mặc dù có chút chỉ bất quá quen biết mấy ngày, nhưng là cuối cùng cũng là có tình thầy trò. Diệp Thần máu lạnh, không đại biểu hắn vô tình. Sát lục chi đạo vậy không có nghĩa là lạnh lùng. Bất diệt chi chủ xoay người, lộ ra một đạo nụ cười vui mừng, đồ nhi, người cuối cùng cũng tới. Bắt đầu đi. Diệp Thần nhìn về phía bất diệt chi chủ. Mới vừa muốn nói chuyện, bất diệt chi chủ chính là cánh tay vung lên, một tôn đan đỉnh trực tiếp hiện lên Diệp Thần trước người. Đồ nhi, ta biết ngươi bây giờ trong lòng suy nghĩ, cái này mấy ngày ta quan sát vậy nửa viên thái cổ hư thật đan, viên thuốc này ta lực lượng bây giờ căn bản không cách nào luyện chế, duy nhất biện pháp chính là mượn tay ngươi.
Ta cả đời am hiểu đạo quá nhiều, nếu quả thật phải nói am hiểu nhất, chắc là luyện đan và luyện khí. Ngươi như nắm giữ ta cái này khác biệt, đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta không biết ta lực lượng còn có thể chống đỡ bao lâu, ta chỉ có thể đem hết khả năng. Bây giờ, ngươi nhắm mắt lại, ta đem một ít luyện đan lòng được truyền thụ cho ngươi, hẳn có thể để cho ngươi đang luyện đan con đường này đi xa hơn, chỉ bất quá nhiều thứ hơn cần ngươi từ từ lĩnh ngộ. Dứt lời, bất diệt chi chủ liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước người, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ấn đường. Nháy mắt tức thì, một cổ cường đại tin tức lưu phun trào tới. Vô số đạo luyện chế đan dược hình ảnh tràn ngập đầu óc. Không chỉ như vậy, còn có từng tờ một thượng cổ đan phương. Phong cách cổ xưa mà thần bí. Diệp Thần đầu cơ hồ muốn nổ bể ra. Hắn rất rõ ràng, những thứ này nho nhỏ một số, đặt ở Côn Lôn hư hội đấu giá cũng sẽ bị vô số thế lực và tông môn tranh phá đầu. Quá chân quý. Hồi lâu, bất diệt chi chủ buông tay ra, nhàn nhạt nói, những thứ này ngươi từ từ đi hiểu và cảm ngộ, dưới mắt đối với ngươi mà nói, ngươi bước đầu tiên phải làm chính là thử nghiệm luyện chế thái cổ hư thật đan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thái cổ hư thật đan vật liệu, luân hồi mộ địa đều có, viên thuốc này luyện chế thủ đoạn cực kỳ phức tạp, hơi lơ là liền sẽ bị đan dược cắn trả, nhất định phải cẩn thận. Nếu như cắn trả, ta bây giờ thực lực không nhất định có thể cứu hạ ngươi. Cho nên mỗi một lần luyện đan đều phải tụ tinh hội thần. Diệp Thần gật đầu một cái, trong đầu đã hiện ra thái cổ hư thật đan đan phương. Hắn nhìn trước mặt đan đỉnh, con người đông lại một cái, thần sắc nghiêm trọng, hai tay vỗ vào đan đỉnh trên. Đồng thời cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển, từng tia chân khí xông ra cánh tay, lại là hướng trong đan đỉnh điên cuồng rót vào. Oanh! Một tia ngọn lửa bỗng nhiên tạo thành. Đồ nhi, còn chưa đủ. Loại này ngọn lửa căn bản không cách nào ngưng tụ thái cổ hư thật đan. Diệp Thần cũng là rõ ràng, không do dự nữa, cánh tay dương ra, huyết long, tới. Luân hồi mộ địa ngay tức thì vang khắp long ngâm. Huyết long từ bầu trời đáp xuống. Trực tiếp quấn quanh ở trước mặt đan đỉnh. Huyết long đã từng tiến vào hoa hạ tần lĩnh long mạch, có một tia long mạch lửa, dùng để ngưng tụ đan hỏa, cực kỳ thích hợp. Cơ hồ ngay tức thì, ngọn lửa bay lên, toàn bộ luân hồi mộ địa nhiệt độ lên một lượt thăng không thiếu. Chính là bây giờ, tế thuốc. Vang lên bên tai bất diệt chi chủ thanh âm, Diệp Thần vậy không do dự, dựa theo thứ tự trước sau đem dược liệu đưa vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đan đỉnh nhiệt độ càng ngày càng cao, một cổ mùi thuốc nồng nặc khí, ngay tức thì cuộn sạch. Diệp Thần kích động mấy phần. Lại có thể như vậy đơn giản. Ngay tại Diệp Thần vừa mới chuẩn bị cao hứng lúc đó, đột nhiên, toàn bộ đan đỉnh chấn động lên, sau đó, một cổ vô cùng sốt ruột mùi vị bao trùm mở. Trước mùi thuốc nồng nặc hoàn toàn biến mất. Không chỉ như vậy, một đạo lực phản chấn cuốn tới. Diệp Thần thân thể tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng rỉ ra đỏ bừng máu tươi. Đáng chết! Diệp Thần lau sạch máu tươi, trở lại đan đỉnh trước. Bất diệt chi chủ nhàn nhạt cười, thượng cổ đan dược há là như thế dễ dàng luyện chế, ngươi bây giờ tu vi không cách nào chống đỡ, cũng được, ta cho ngươi một đạo lực lượng đi. Bất diệt chi chủ lòng bàn tay lóe ra một đạo ánh sáng, trực tiếp chui vào Diệp Thần đan điền. Mà Diệp Thần đã bắt đầu thứ hai này luyện chế. Lần này tình huống tốt lắm không thiếu, đan đỉnh bên trong mùi thuốc càng phát ra đậm đà. Mà Diệp Thần toàn thân đã ướt đẫm. Hắn phát hiện đan điền chân khí cấp tốc trôi qua. Cái này quá cổ hư thật đan quá hao phí chân khí. Đồ nhi, bước ra một giọt máu tươi. Mau, máu tươi làm chất dẫn. Diệp Thần ngẩn ra, vội vàng bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp tế nhập đan đỉnh bên trong. Xương máu từng cơn, một đạo hồng quang lóe lên. Mơ hồ bây giờ, Diệp Thần thấy được một viên màu đỏ đan dược. Mồ hôi theo trán dòng nước chảy xuống, đan điền chân khí cơ hồ không có. Diệp Thần chỉ có thể dựa vào uống tụ khí đan miễn cưỡng chống đỡ. Bổn mạng linh phù, đi ra. Cơ hồ ngay tức thì, vô số sấm sét quấn quanh ở đan đỉnh trên, cái này có thể để cho Diệp Thần tốt hơn luyện đan. Mở. Một tiếng hừ nhẹ, ở đan đỉnh bên trong năng lượng bùng nổ vậy ngay tức thì, Diệp Thần dương chân khí trong cơ thể đồng thời bùng nổ.
Cường đại năng lượng hóa là thực chất hơi thở, áp chế đan đỉnh bên trong bạo ngược hơi thở. Ở Diệp Thần điên cuồng dưới áp chế, đan đỉnh kịch liệt lay động, dường như muốn nổ tung vậy. Diệp Thần cả người liền phảng phất là từ trong nước bị mò ra vậy, vô cùng chật vật. Hắn thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng, không dám chút nào lơ là. Mở. Mấy giờ yên tĩnh sau đó, Diệp Thần một tiếng giống giận, luân hồi mộ địa vô số linh khí hướng đan đỉnh đi. Ngọn lửa vậy dần dần tắt. Một đạo kim sắc trùm tia sáng ngay tức thì từ đan đỉnh bên trong bắn ra. Xông thẳng tới chân trời. Cả thế giới, yên tĩnh. Thái cổ hư thật đan, lại luyện thành. Diệp Thần mở ra đan đỉnh, phát hiện lại có thể dòng dã 6 viên. Mặc dù phẩm cấp không tính là quá cao, nhưng là cũng là đạt tới vậy tiêu chuẩn. Bất diệt chi chủ sờ một cái râu, gật đầu nói, coi như không tệ, so ta tưởng tượng nhanh không thiếu. Diệp Thần vừa định và bất diệt chi chủ nói gì, nhưng là cảm nhận được người sau bóng người yếu ớt đến mức tận cùng. Hắn mơ hồ bây giờ nhớ tới, bất diệt chi chủ tựa hồ bắn ra một đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn. Xem để luyện chế thành công rất phần lớn nguyên nhân đến từ sư phụ. Đồ nhi, tiếp tục đi, ta còn dư lại 6 giờ thời gian. Bất diệt chi chủ nghiêm túc nói. Diệp Thần gật đầu một cái, toàn bộ tinh thần chăm chú đưa vào luyện đan bên trong. Luân hồi mộ địa kim quang liền liền. Cùng lúc đó, huyết minh đại điện. Huyết minh minh chủ kiếm huyết trầm sắc mặt không tốt lắm xem. Dòng dã một tuần thời gian, bọn họ cơ hồ lật lần toàn bộ Côn Lôn hư, như cũ không phát hiện được Diệp Thí Thiên tung tích. Cái này Côn Lôn hư rất nhiều thế lực ác mộng lại một lần nữa biến mất. Kiếm huyết trầm nhìn về phía trước mặt quỳ trưởng lão, hỏi, được rồi, một mực xài tinh lực đi tìm Diệp Thí Thiên cũng không quá thiết thực, để cho một nửa người trở về đi, dưới mắt, chúng ta huyết minh còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Vậy hoa hạ Diệp Thần như thế nào? Lần trước phái đi ra ngoài nhiều như vậy huyết minh cường giả, không một người còn sống. Huyết chiến điện vị kia chiến thần cũng là hoàn toàn chết, mà không phải chúng ta không chỉ phải bị Diệp Thí Thiên nắm mũi dẫn đi, cũng phải bị một cái chính là hoa hạ tiểu xúc sinh nắm mũi dẫn đi. Trưởng lão kia sắc mặt đại biến, khải bẩm minh chủ, hoa hạ sự việc, thật giống như có người tận lực khép kín, bỏ mặc ta làm sao điều tra cũng không có tin tức. Kiếm huyết trầm hừ lạnh một tiếng, xem ra hoa hạ chánh phủ cố ý muốn đảm bảo cái này Diệp Thần. Hừ, cùng ta huyết minh là địch, thật là không biết sống chết. Nếu đám người kia như thế che chở tiểu xúc sinh này, vậy ta ngược lại là phải xem, có thể hay không bảo vệ. Kiếm huyết trầm đột nhiên đứng lên, thần sắc lạnh lùng đến mức tận cùng, mang ta đi gặp huyết minh đi săn kế hoạch người kia. Minh chủ. Kiếm huyết trầm ở trưởng lão kia dưới sự hướng dẫn đi tới một nơi cửa đá. Bên ngoài cửa đá trọng binh canh giữ, sát ý ngút trời. Minh chủ. Giữ cửa người nửa quỳ nói. Kiếm huyết trầm gật đầu một cái, nhìn về phía một cái trong đó giữ cửa người, hỏi, bên trong tên kia tình huống như thế nào? Gần đây có hay không phát tác qua? Vị kia giữ cửa người lắc đầu một cái, khải bẩm minh chủ, trừ ban đầu động tĩnh rất lớn bất ngờ, bên trong đều rất yên lặng. Kiếm huyết trầm gật đầu một cái, năm ngón tay đè ở trên cửa đá, ngay tức thì cửa đá hồng quang lóe lên, hoàn toàn mở ra. Thạch bên trong cửa, vô cùng bát ngát, trung ương chi địa có một khối to lớn tế đài. Trên tế đài, là 11 khối to lớn quan tài đá. Quan tài đá chi trên có cổ xưa phù văn. Ở giữa nhất quan tài đá toàn thân đỏ lên, sát ý không ngừng tràn ra. Kiếm huyết trầm ánh mắt có chút kích động, một bước ra, đột nhiên, trưởng lão kia mở miệng nói, minh chủ, đi săn kế hoạch còn không có đi qua khảo sát, tên này vạn nhất đối với ngài ra tay làm thế nào. Kiếm huyết trầm cười lạnh một tiếng, đối với ta ra tay. Lão tử thay đổi hắn, hắn còn dám đối với ta ra tay. Ta có thể đào tạo hắn, cũng có thể phá hủy hắn. Dứt lời, kiếm huyết trầm dưới chân ngưng tụ chân khí. Đi thẳng tới trên tế đài. Chỉ gặp 10 tòa màu đen quan tài đá trong cũng nằm một cổ thi thể. Những thi thể này bị máu tươi bọc. Trên mình không có một tia sức sống và linh khí. Bọn họ trong mắt dữ tợn, đỏ thẫm. Tựa như khi còn sống bị vô cùng thống khổ hành hạ. Mà vậy màu đỏ quan tài đá nhưng là hoàn toàn ngược lại. Nơi đó tràn đầy sức sống và giết hại.
Tựa hồ cái này 10 trên người chất dinh dưỡng toàn bộ bị màu đỏ quan tài đá hấp thu. Kiếm huyết trầm khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, một cái tay đè ở thạch trên nắp quan tài, kinh khí cuộn sạch, kéo kẹt. Một tiếng, ngay tức thì lật. Chỉ gặp quan tài đá ở giữa trong vũng máu ngâm một người vóc dáng to lớn người đàn ông. Trên người nam nhân tràn đầy vết thương. Vô cùng dữ tợn. Trên cổ hắn có một đạo máu cửa xăm. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người đàn ông này chính là Lâm Tuyệt Long. Ban đầu kinh thành đài võ đạo đánh một trận, Lâm Tuyệt Long trọng thương. Sau đó lại là thần bí mất tích. Nghe nói là mang nhập Côn Lôn hư chữa trị. Dù là Diệp Thần để cho Lâm gia biến mất ở cái thế giới này, Lâm Tuyệt Long vẫn không có ở đây. Ai có thể nghĩ tới Lâm Tuyệt Long giờ phút này nhưng trở thành huyết minh đi săn kế hoạch chủ yếu người. Kiếm huyết trầm nhìn hôn mê Lâm Tuyệt Long, âm u cười, Lâm Tuyệt Long à Lâm Tuyệt Long, ngươi là huyết minh người, ban đầu trọng thương sắp gặp tử vong, thả cứu ngươi, còn không bằng là huyết minh làm chút cống hiến. Bất quá, cái kế hoạch này để cho ngươi hấp thu cái này 10 vị cường giả thực lực, ngươi hẳn cảm giác được vui mừng mới đúng. Nếu như cái này hạng kế hoạch thành công, ta thậm chí có thể cho ngươi trưởng lão vị. Còn nữa, đến lúc đó ngươi nói không chừng có thể trả thù. Vậy Diệp Thần bây giờ nhưng mà vô cùng yêu nghiệt đâu, không mượn ngoại giới lực lượng, người cả đời đừng nghĩ xoay mình. Hoặc giả là bởi vì nghe được Diệp Thần cái này hai chữ, máu loãng lăn lộn. Lâm Tuyệt Long đột nhiên đưa tay ra, tốc độ quá nhanh. Một giây kế tiếp, lại bắt được kiếm huyết trầm tay. Ước chừng gần như vậy một chảo, kiếm huyết trầm cánh tay lại trực tiếp bị xuyên thấu. Không ngừng chảy máu. Minh chủ. Vị trưởng lão kia thấy vậy, vội vàng vọt tới, một trưởng đánh vào hôn mê Lâm Tuyệt Long trên mình. Bành! Chuyện quỷ dị tình lại có thể xuất hiện. Lâm Tuyệt Long không có bất kỳ tổn thương, ngược lại vị trưởng lão kia nhưng là bay rất ra ngoài. Nặng nề nện ở một nơi màu đen quan tài đá trên. Không ngừng chảy máu. Kiếm huyết trầm cũng là cảm thấy không đúng, không do dự nữa, năm ngón tay giương ra, một giọt máu tươi bước ra. Sóng lớn lăn lộn, chung quanh thiên địa linh khí đều tựa như là kiếm huyết trầm nắm trong tay. Bành! Hắn vậy dễ như bỡn nhất kích hụp lên Lâm Tuyệt Long trên cánh tay, nổi gân xanh. Oanh! Một tiếng, mới miễn cưỡng đem kiếm huyết trầm cánh tay rời đi. Sau đó, hắn chật vật đem quan tài đá khép lại. Hết thảy khôi phục yên lặng. Vậy bị thương trưởng lão vết thương chồng chất đi tới, minh chủ. Chúng ta sau khi rời đi phái người đem cái này Lâm Tuyệt Long hủy diệt. Kiếm huyết trầm nhưng là đưa tay ra, nghiêm túc nói tại sao phải hủy. Tên này bây giờ lại có thể tổn thương ta, vậy thì thuyết minh chúng ta kế hoạch thành công một nửa, chẳng qua là không biết Lâm Tuyệt Long lúc nào tỉnh lại. Chúng ta dùng 10 vị thánh vương cảnh cường giả nếu như chỉ đào tạo được một cổ thi thể vậy không có ý nghĩa gì. Người nghĩ biện pháp để cho Lâm Tuyệt Long tỉnh lại, vừa có dấu hiệu. Liền lập tức thông báo ta. Trưởng lão kia ngẩn ra, sâu đậm nhìn một cái màu đỏ quan tài đá, gật đầu một cái minh chủ. Thanh Huyền Đỉnh, Diệp Thần ở luân hồi mộ địa đã nán lại sắp một thiên. Bất diệt chi chủ từ yếu ớt đến cơ hồ trống không. Ngày này, Diệp Thần không biết học bao nhiêu thứ. Nhưng là mỗi một lần đều tựa như kim châm vậy khó chịu. Bởi vì phải trơ mắt nhìn bất diệt chi chủ càng ngày càng nhạt. Đến cuối cùng cơ hồ trong suốt. Tốt lắm, ta đại khái chỉ có thể cùng ngươi đi tới đây. Bất diệt chi chủ dừng lại tay, ánh mắt bắn về phía Diệp Thần. Cực kỳ phức tạp. Hắn cả đời này, cơ hồ không có học trò. Lại không nghĩ rằng lưu lại một đạo thần niệm mới có thể có một tên đồ đệ. Hơn nữa còn là một vị sau này sẽ có lớn coi như học trò. Mặc dù không có bầu bạn quá lâu, nhưng là đã đáng giá. Đồ nhi. Vi sư còn phải cảm tạ ngươi. Bất diệt chi chủ cười nói. Nụ cười này có chút tái nhợt. Diệp Thần hốc mắt ửng đỏ. Thiết huyết nam nhi, từ không đổ lệ. Nhưng là hắn cuối cùng là người có máu có thịt. Hắn có chút thời điểm đang suy nghĩ, vì sao luân hồi mộ địa nhất định phải chịu đựng loại này thầy trò chia cách đau. Sư phụ, tại sao phải cảm ơn ta? Là đồ nhi cảm ơn ngươi mới đúng. Bất diệt chi chủ vui vẻ cười to, ngươi hay không còn nhớ ban đầu ta khinh thường tại ngươi, thật ra thì từ vừa mới bắt đầu ta nhất định ngươi tên đồ đệ này,
ta cả đời này từng có quá nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối lớn nhất chính là không có nhận nghiêm túc thật thu qua một cái học trò. Ta dưới gối cũng không tử, đoạn này thời gian, thậm chí đem ngươi coi thành đứa nhỏ. Thật ra thì loại cảm giác này coi như không tệ. Diệp thần, tiếp theo đường muốn chính ngươi đi, bất quá có đoạn lôi nhân và Lâm Thanh Huyền ở đây, vi sư đổ là không cần quá lo lắng ngươi. Tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta được đi trước một bước. Vi sư có thể không chịu nổi loại này lừa tình cảnh. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, vội vàng nói, sư phụ, chờ một chút. Ta muốn biết, sau này, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Bất diệt chi chủ thân thể ngẩn ra, có nhiều thú vị nhìn về phía Diệp thần, nghiêm túc nói, ban đầu, ta không nhận là chúng ta còn có thể gặp mặt, nhưng là bây giờ ta tin tưởng. Luân hồi mộ địa lựa chọn ngươi, thật ra thì chính là chúng ta trăm người công nhận ngươi. Lần này, ngươi là chúng ta trăm người người xoay mình. Chờ ngươi thực lực đủ, thì có tư cách tiếp xúc tới cái đó thời đại thượng cổ bí mật, càng có thể nhìn thấy chúng ta trăm người bản thể. Hy vọng ngày này, sớm ngày đến, chớ niệm. Dứt lời, bất diệt chi chủ bóng người hóa là đầy trời tinh thần, toàn bộ chui vào Diệp thần thân thể bên trong. Diệp thần còn chưa tới kịp thương cảm, chính là phát hiện trên người có cực kỳ đậm đà đột phá hơi thở. Hơi thở này dường như muốn nối thẳng chân trời. Ngay tại lúc này, đoạn lôi nhân kịp thời xuất hiện, đồ nhi, nhanh lên ngồi xếp bằng, chuẩn bị đột phá. Mau, nếu không cái này đột phá hơi thở đủ để căng bể ngươi thân thể. Diệp thần vội vàng ngồi xếp bằng, cửu thiên huyền dương quyết vận chuyển. Quanh thân phun trào ra một đạo ánh sáng màu vàng. Huyết long cũng là cảm nhận được cái gì, ở luân hồi mộ địa bầu trời không ngừng quanh quẩn. Long vũ chín tầng trời. Hắn đan điền phảng phất có vô tận chân khí. Thần du cảnh từng tầng một trở ngại dễ như trở bàn tay oanh phá. Thời khắc này hắn tựa như tiến vào một cái vi diệu cảnh giới. Hết thảy cũng hay không thể nói. Hắn quanh thân bị một đạo hồng quang bao trùm, khí tức cường đại càng làm cho mặt đất cũng chuyển đến vẻ run rẩy. Cũng không lâu lắm, một viên đá màu đen từ Diệp thần trong túi bay ra. Trực tiếp trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Sau đó, một đạo cột sáng phóng lên cao. Mặc dù ở luân hồi mộ địa, nhưng là cái này trùm tia sáng nhưng là biểu hiện ở toàn bộ Thanh Huyền núi. Phá! Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể những ràng buộc toàn bộ đánh vỡ. Tu vi cấp tốc leo lên. Lại tới. Lại là một cổ đột phá ý tấn công tới. Mỗi đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, vậy bầu trời huyết long chính là khổng lồ mấy phần. Lại là dần dần thực chất. Quanh thân trùm tia sáng cũng là càng phát ra khủng bố. Rất nhanh, Diệp thần đã đến thần du cảnh đỉnh cấp. Khoảng cách siêu phàm cảnh chỉ bất quá một bước xa. Bởi vì Diệp thần đột phá xây đứng ở đó chút đại năng lưu lại lực lượng trên. Hắn thần du cảnh, chính là tương đương với Côn Lôn hư phần lớn cường giả siêu phàm cảnh. Mà hắn siêu phàm cảnh, cơ hồ thì chẳng khác nào Côn Lôn hư nhập thánh cảnh. Hôm nay, ta liền từ thần du cảnh vượt qua siêu phàm cảnh. Huyết Long giúp ta giúp một tay, phá vỡ. Trên bầu trời huyết long trực tiếp xông vào đến Diệp thần thân thể. Hắn thân thể thậm chí truyền đến đùng đùng thanh âm, hắn có thể cảm giác được rõ rệt thân thể mỗi một nơi bắp thịt đều run rẩy. Tan biến, tân sinh. Hắn thân thể tựa như sóng lớn lao nhanh, một cổ cực mạnh hơi thở thế như trẻ tre xông phá hết thảy trói buộc. Một tiếng thét dài, chấn động chín tầng trời. Cường đại đợt khí ở Thanh Huyền đỉnh không ngừng lăn lộn. Vạn trượng ánh sáng ngưng tụ, mây sấm hội tụ, ầm ầm rơi xuống. Mà giờ khắc này bên ngoài, Thanh Huyền đỉnh lão tổ nhìn bầu trời dị tượng, vừa nhìn về phía Diệp thần nơi nghỉ ngơi, trong mắt kinh hãi. Diệp tiên sinh, thật đúng là không thể dùng thường nhân góc độ để cân nhắc. Lần này sau khi đột phá, sợ rằng khoảng cách y đạo thông thần gần hơn một bước. Côn Lôn hư một tôn sát thần, đạo tông và huyết minh cũng không có tư cách ngăn trở. Thanh Huyền đỉnh dị tượng kéo dài ước chừng 3 tiếng. Hết thảy mới khôi phục yên lặng. Diệp thần mở mắt ra, bắn ra một đạo hàn quang, hắn trên mình phảng phất có một cổ tiên khí, trong mắt thanh minh. Chỉ cần một ánh mắt, tựa như liền mang theo đạo ý. Đây cũng là siêu phàm cảnh. Siêu phàm nhập thánh. Lần này đột phá hắn áp chế hồi lâu,
vẫn không có đột phá, lúc này mới có thể bước vào một cái cảnh giới lớn. Sau này còn muốn như đột phá này liền phải xem cơ duyên. Hắn bây giờ vững vàng dừng lại ở siêu phàm cảnh tầng thứ hai. Không cách nào tiến thêm một bước. Diệp Thần đứng lên, đi tới một nơi trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn về phía Huyết Minh phương hướng. Còn có một ngày. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì, trong đầu một giọt máu tươi không ngừng lóe lên. Huyết Phong Hoa. Từ Y Thần môn sau khi đi ra, hắn liền vào Huyết Phong Hoa cùng với Thẩm Thạch Khê nói tạm biệt. Lại không nghĩ rằng Huyết Phong Hoa ở chỗ này xuất hiện. Rất hiển nhiên, Huyết Phong Hoa giờ phút này đang chuẩn bị đi Huyết Minh. Không do dự nữa, Diệp Thần hướng Huyết Minh đi. Một phút sau đó, Diệp Thần bước chân dừng lại, thấy được một cái cả người tràn đầy vết thương người đàn ông. Người đàn ông này thấy Diệp Thần, vội vàng quỳ xuống, Diệp tiên sinh, rốt cuộc thấy ngươi. Diệp Thần đem Huyết Phong Hoa đỡ lên, vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Huyết Phong Hoa bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta vốn dự định tiến vào Huyết Minh, chỉ ít có thể cho Diệp tiên sinh cung cấp một ít tình báo, lại không nghĩ rằng, làm ta xảy ra chuyện sau đó, Huyết Minh liền đem ta bỏ đi, càng thì không cách nào bước vào Huyết Minh. Mà đây tổn thương, cũng là bái Huyết Minh ban tặng. Diệp Thần con ngươi híp lại, đã như vậy, vậy dễ tính, ngày mai ta cũng sẽ tự mình đi Huyết Minh. Nghe được câu này, Huyết Phong Hoa ngẩn ra, kinh ngạc nói, Diệp tiên sinh, không thể à. Mặc dù ta bị đuổi ra Huyết Minh, nhưng là ta phát hiện ngày hôm nay Huyết Minh bên ngoài rất nhiều cường giả toàn bộ trở về. Giống như đang nổi lên cái gì, hiện ở nơi này giờ phút quan trọng đi Huyết Minh, thật nguy hiểm à. Còn Diệp tiên sinh nghĩ lại. Còn nữa, lần này ta còn nghe nói một cái tin. Huyết Minh đã từng ở Hoa Hạ mang về một cái vết thương chồng chất người đàn ông này thật giống như đang tiến hành kế hoạch gì, gần đây thật giống như lập tức phải thành công. Nghe được câu này, Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là Lâm Tuyệt Long. Ban đầu nếu như không phải là người bảo vệ ra tay, Lâm Tuyệt Long đã sớm bị hắn chém chết, càng không thể nào chạy. Bỏ mặc Huyết Phong Hoa trong miệng kế hoạch là cái gì? Chỉ cần ngăn ở trước người của hắn, hắn liền toàn bộ nghiền nát. Diệp tiên sinh, còn có một kiện tin đồn, ta không xác định thật giả, hôm nay Huyết Minh hầm giam khác thường động, ta lo lắng Huyết Minh hội sẽ không cần đối với người phụ thân động thủ. Diệp Thần nghe được câu này, hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn cũng không hy vọng đến lúc đó một chàng không. Dù là giết sạch Huyết Minh, không cách nào chắc chắn phụ thân tung tích, lại có ý nghĩa gì. Do dự hồi lâu, Diệp Thần từ luân hồi mộ địa trong lấy ra một khối mặt nạ mang trên mặt, che đậy dung nhan của hắn. Đã như vậy, ta trước thời hạn đi một chuyến Huyết Minh. Huyết Phong Hoa ngẩn ra, liền vội vàng khuyên nhủ, Diệp tiên sinh, tuyệt đối không thể à. Người đi, liền khó mà đi ra. Diệp Thần lắc đầu một cái, thiên hạ tuy lớn, muốn vây khốn ta Diệp Thần còn không có như vậy dễ dàng. Ngày hôm nay ta chỉ không lại xem hầm giam mà thôi, một có tình huống ta liền sẽ rời đi. Bất đồng Huyết Phong Hoa phản ứng, Diệp Thần chính là hướng Huyết Minh nhanh chóng lao đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền xuất hiện ở Huyết Minh nơi cửa chính. Như Huyết Phong Hoa theo như lời, cửa bảo vệ cực kỳ xâm nghiêm, hơn nữa không ngừng có Huyết Minh cường giả tràn vào trong đó. Càng là buồn cười là, đám người này trong miệng đàm luận cơ hồ là ba chữ kia. Diệp Thí Thiên. Diệp Thần biết mình sẽ ở Côn Lôn hư nổi danh, lại không nghĩ rằng là lấy loại phương thức này. Hơn nữa từ những người này trong giọng nói tới xem, hoàn toàn là sợ hãi. Thậm chí có người còn đem mình truyền thành trở lại hư cảnh cường giả, lại là thiên thần hạ phàm. Thật đúng là ba người thành hổ à, tất cả mọi người đều lấy là ta ẩn núp cảnh giới, nhưng không biết ban đầu ta cảnh giới chân thực chính là thần du cảnh à. Diệp Thần vòng qua địa phương nhiều người, tìm được một nơi rất hiếm vết người chi địa. Không có ai trú đóng. Nhưng là nơi này trận pháp nhưng trói buộc hết thảy. Muốn bước vào cực kỳ khó khăn. Chim đến gần, cũng là tại chỗ hóa là xương máu. Có thể gặp trận pháp này đáng sợ. Diệp Thần đưa tay ra, chân khí bọc cánh tay, nhẹ nhàng đụng chạm, chính là cảm giác được một cỗ uy áp cuốn tới. Bất quá hắn không có buông tay. Ngược lại nhắm mắt lại cảm thụ tâm trận. Một ngày thời gian,
bất diệt chi chủ trừ chỉ hắn luyện chế thượng cổ đan dược, vậy dạy hắn một ít phá trận thủ đoạn. Mặc dù không coi là chủ yếu, nhưng là đối phó vấn đề trước mắt không phải quá khó khăn. Chỉ bất quá hao phí chân khí có chút nhiều mà thôi. Đột nhiên, Diệp Thần mở mắt ra, một đạo hàn quang bắn ra, sau đó tay hắn chỉ nhanh chóng bóp quyết. Một giọt máu tươi từ ngón tay bước ra, trực tiếp bắn vào trận pháp trên. Đồng thời, Diệp Thần lòng bàn tay xuất hiện một đạo đạo kim sắc phù văn. Phù văn không ngừng vần quanh, tràn đầy cuồng bạo khí, lại là ghé vào trận pháp trên. Diệp Thần một chỉ điểm ra, trên hết xuống, nhẹ nhàng chợt một cái. Trận pháp trên lại có thể nứt ra một vết thương. Vô tận linh khí điên cuồng xông ra. Diệp Thần trong mắt vui mừng, không do dự nữa, ngay tức thì chui vào trong đó. Trận pháp khép lại. Hết thảy khôi phục yên lặng. Nhưng là Diệp Thần vừa mới đến bên trong, lại không nghĩ rằng một thanh trường kiếm lại có thể xuyên thấu tới. Mang sát ý lạnh như băng. Người nào, người tại sao lại xuất hiện ở phòng tu luyện của ta bên trong? CMN, bị phát hiện. Diệp Thần nhìn vậy cuồng bạo mà đến trường kiếm, không do dự nữa, đưa ra một cái tay, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy trường kiếm. Hắn phát hiện động thủ là một cái áo bào đen người đàn ông. Thực lực đại khái ở siêu phàm cảnh sơ kỳ. Hắn còn phát hiện, mình phá vỡ trận pháp tình cảnh lại là người khác chỗ tu luyện. Cũng khó trách sẽ bị người phát hiện. Trường kiếm kia ngừng giữa không trung bên trong, không cách nào tiến hơn một bước. À, ta vốn là muốn tùy tùy tiện tiện đi một lần, đáng tiếc, người phát hiện ta phải diệt khẩu. Huynh đệ, xin lỗi. Bất quá. Ngươi là người huyết minh, chết sớm chết chậm đều giống nhau, không bằng ngay bây giờ đưa ngươi lên đường đi. Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên. Vậy người huyết minh hừ lạnh một tiếng, bàn về cảnh giới ta so ngươi còn cao một chút, ngươi ở đâu tới tự tin. Chém. Vậy người huyết minh muốn đem kiếm từ Diệp Thần trong tay rút ra. Nhưng phát hiện hắn dù là ngưng tụ lại lực lượng mạnh cũng là đá chim biển khơi. Buông tay. À. Diệp Thần buông lỏng tay, vậy người huyết minh trong lòng vui mừng, vừa định động kiếm, nhưng phát hiện trong tay mình kiếm biến thành một đống bột, tiêu tán ở giữa trời đất. Cái này, hắn diễn cảm ngay tức thì dữ tợn. Kiếm này là huyết minh vực ngoại vẫn thạch chế tạo, giống vậy lực lượng căn bản không cách nào phá vỡ, mà bây giờ nhưng là bị đối phương hai ngón tay hóa là bột. Đây rốt cuộc lực lượng gì? Ở ngươi trước khi chết, ta dạy ngươi một kiếm đi. Diệp Thần nhìn lướt qua chung quanh, năm ngón tay nắm chặt, trên bàn bình hoa một mực hoa tươi trực tiếp rơi vào trong tay. Cành lá vung ra, bộc phát ra tiếng rồng ngâm. Ông! Theo vậy tiếng rồng ngâm truyền tới, thân kiếm chấn động, từng tầng một giống như thực chất sóng gợn lan truyền ra. Diệp Thần quanh thân giết hại khí cũng là lan truyền ra. Vậy người huyết minh trong mắt trợn to, thủ đoạn này. Đối phương lại là che mặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Diệp Thí Thiên. Huyết Minh tìm lần Côn Lôn hư vậy không tìm được người, lại xuất hiện ở Huyết Minh. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe một hồi tiếng nổ tung, thần ba dạo rực, tựa như hóa là thật thế chấp, hoa tươi phiêu tán, đụng ở đối phương trên ngực. Lực lượng này, Diệp Thí. Nhìn mặt đầy hoảng sợ người đàn ông, Diệp Thần sắc bén lóe lên, điều bí mật này ngươi vĩnh viễn cất giữ đi. Dứt lời. Kiếm ý nổ tung. Không. Người huyết minh chỉ có thể trơ mắt nhìn, lực lượng kia tựa như hóa là thần long, hướng mình cắn nuốt. Đây là cái gì chiêu thức? Kiếm ba khủng bố, kiếm khí thực chất. Mấu chốt đối phương không có dùng kiếm à. Trong tay chẳng qua là một cành hoa mà thôi. Diệp Thí Thiên cũng quá mức kinh khủng. Huyết minh thanh niên hoàn toàn bị chiếm đoạt, hóa là một đạo xương máu. Diệp Thần làm xong hết thảy các thứ này, chọn lựa một kiện đối phương áo bào đen, trực tiếp khoác lên người, sau đó lại là mở cửa phòng, hướng huyết minh hầm giam đi. Không lâu lắm, hắn liền đi tới huyết minh hầm giam vùng lân cận. Còn chưa đến gần, chính là thấy được huyết minh rất nhiều trưởng lão vây quanh một người đàn ông trung niên rất cung kính đang nói gì. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được cái đó người đàn ông trung niên không phải huyết minh người. Tu luyện hơi thở hoàn toàn không đồng nhất. Chẳng biết tại sao, thân thể của hắn huyết dịch mơ hồ có sôi trào ý. Tại sao có thể như vậy?
Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, đột nhiên, hắn con người bắn về phía một phương hướng. Vậy người đàn ông trung niên giữa eo treo một khối ngọc bội. Ngọc bội này và trên người hắn Diệp gia ngọc bội giống nhau như đúc. Người này chẳng lẽ là Côn Lôn hư người của Diệp gia? Ngọc bội dưới góc phải còn có khắc ba chữ Diệp Hoành Bân. Ngay tại Diệp Thần nhìn chăm chú lúc đó, vậy người đàn ông trung niên cũng là phát giác cái gì, đột nhiên quay đầu, ánh mắt hướng Diệp Thần phương nhắm bắn tới. Nhưng là giờ phút này, chỗ đó nhưng là trống trơn như vậy. Diệp tiền bối, ngài đây là... Một vị huyết minh trưởng lão mở miệng nói. Trong giọng nói đều là dè đặt. Bọn họ từ Diệp Thiên Chính trên mình bộ không ra bất kỳ câu trả lời. Kiếm huyết trầm đã nổi giận, yêu cầu bọn họ trong vòng một tuần lễ tất nhiên đào ra Diệp Thiên Chính trên người tất cả bí mật. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể xem trọng liền Diệp Hoành Bân. Diệp Hoành Bân trên người có Côn Lôn hư Diệp gia huyết mạch, chỉ bất quá, hắn không hề bị Côn Lôn hư Diệp gia thừa nhận, lại là ở 20 năm bị cưỡng ép chạy ra. Bất quá lấy trên người hắn thiên phú, còn là trở thành Côn Lôn hư một cái tông môn trưởng lão. Thân phận tôn quý. Người này là phá vỡ Diệp Thiên Chính bí mật mấu chốt. Diệp Hoành Bân kinh ngạc lắc đầu một cái, mới vừa rồi thật giống như có chút xem hoa, đúng rồi, người nói tới chỗ nào. Trưởng lão kia cười một tiếng, xem ra Diệp tiền bối gần đây không nghỉ ngơi tốt, chúng ta huyết minh là Diệp tiền bối chuẩn bị xong gian phòng, dĩ nhiên còn có mấy vị huyết minh người đẹp tuyệt sắc, nhất định có thể để cho Diệp tiền bối ngủ đầy đủ. Diệp Hoành Bân lắc đầu một cái, nói tránh sự đi. Trưởng lão kia nụ cười cứng ngắc, cũng không nói nhảm, nghiêm túc nói, minh chủ để cho ta hỏi ngài một chuyện, Côn Lôn hư Diệp gia nhưng có dòng người nhập hoa hạ qua. Còn nữa, Diệp Thần, Diệp Thiên Chính hai cái danh tự này phải chăng ở Côn Lôn hư Diệp gia gia phả trên? Diệp Hoành Bân thâm tư mấy giây, nói, ban đầu ta thân phận ở Côn Lôn hư Diệp gia không cao, huống chi ta bây giờ cùng Diệp gia không có quá nhiều dây dưa dễ má. Còn như Diệp gia phải chăng có người chảy vào hoa hạ, ta tựa hồ chưa từng nghe qua có vừa nói như vậy. Bất quá. Diệp tiền bối, bất quá cái gì? Diệp Hoành Bân nhíu mày nói, thật giống như mười mấy năm, Côn Lôn hư Diệp gia phái người đi qua một chuyến hoa hạ, lấy về mấy thứ đồ, để xuống Diệp gia từ đường. Trưởng lão kia khẽ di một tiếng. Hắn ngược lại là nhớ tới một chuyện. Vậy Diệp thần gia gia tựa như chính là chết ở hoa hạ. Côn Lôn hư nếu đem đồ vật đặt ở Diệp gia từ đường, vậy thì chứng minh hoa hạ nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ Diệp gia thật cùng Côn Lôn hư có liên quan? Nếu quả thật là như vậy, vậy Diệp Thiên Chính trên người bí mật đủ giá trị liên thành. Không nghĩ nhiều nữa, vị kia huyết minh trưởng lão nhìn về phía Diệp Hoành Bân, nói, Diệp tiền bối, mời theo ta tới, ta cái này thì mang ngươi đi gặp vậy Diệp Thiên Chính. Lần này chúng ta không xa vạn dặm mời ngươi tới. Liền là muốn người bộ ra vậy Diệp Thiên Chính trên người bí mật. Này bên trong cơ thể có một đạo lực lượng bảo vệ, chúng ta căn bản không cách nào phá vỡ, chúng ta hoài nghi là Diệp gia huyết mạch nguyên nhân, căn cứ điều tra, thật giống như chỉ có đồng dạng là Diệp gia huyết mạch người mới có thể giải quyết. Diệp Hoành Bân gật đầu một cái, đồng ý nói, không sai. Mỗi một vị Diệp gia huyết mạch người trong cơ thể xác thực tồn tại một đạo lực lượng bảo vệ. Lực lượng này căn cứ thiên phú và huyết mạch cường độ mà không cùng, thế gian trừ ta, không người có thể giúp các người, dẫu sao Côn Lôn hư Diệp gia có thể rất ít đi ra, đi. Dẫn đường đi. Trưởng lão kia trong lòng vui mừng, liền vội vàng lấy ra một khối đặc thù ngọc bội, hầm giam cửa hoàn toàn mở ra. Một cổ khí âm tà đập vào mặt. Diệp Hoành Bân nhíu mày một cái, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp bước vào trong đó. Chờ Diệp Hoành Bân sau khi biến mất, Diệp Thần nhưng là từ trong bóng tối đi ra. Hắn ánh mắt mang hàn ý lạnh như băng. Xem ra lâu như vậy, huyết minh người vẫn là không có từ phụ thân trên người có bất kỳ tiến triển. Nhưng là từ hai người đối thoại tới xem, tiếp theo sự việc, rất mấu chốt. Có thể quan hệ đến phụ thân an ủi. Hắn đợi không được ngày mai. Phải hôm nay liền đem phụ thân cứu ra. Nếu không, chậm thì sanh biến. Mặc dù không có Thanh Huyền đỉnh lão tổ trợ giúp, nhưng là trong tay hắn còn có một chút lá bài tẩy, hẳn đủ đối phó chuyện trước mắt. Không do dự nữa, Diệp Thần hướng huyết minh hầm giam đi. Còn chưa đến gần 5 mét chi địa, mấy đạo gầm lên vang lên. Minh chủ có lệnh,
những người không có nhiệm vụ, không được đến gần hầm giam. Cả người hắc bào Diệp Thần không nói gì, mà là ngón tay bóp quyết, bổn mạng linh phù trực tiếp sử dụng. Mặt đất tràn ra từng đạo sấm sét. Khoảnh khắc gian, một đạo che đậy trận pháp tạo thành. Trận pháp này có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy chiến đấu hơi thở, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Những người này chết, sinh mạng ngọc bài vỡ vụn, Huyết Minh tất nhiên thời gian đầu tiên phát hiện. Đến lúc đó tự nhiên sẽ mang vô số cường giả trấn thủ nơi đây. Hơi lơ là, chính là cá trong chậu. Cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng. Ta đi vào trong tìm một người. Các người nếu như bây giờ tránh ra, có lẽ có thể sống lâu lần trước trận. Nếu như không để cho, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn nữa, ta không muốn giết các người, dẫu sao sẽ để cho sự việc đổi được rất phiền toái. Diệp Thần có thể cảm giác đến trước mặt trấn thủ người thực lực. Hoặc giả là bởi vì kiếm huyết trầm đúng phụ thân để ý, trấn thủ người lại có thể đều ở đây siêu phàm cảnh trên. Thậm chí phần lớn đều là nhập thánh cảnh. Một vị trong đó ông già hơi thở trực bức thánh vương cảnh. Trấn thủ người nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, hơi biến sắc mặt. Bọn họ vốn cho là cái này mang mặt nạ áo bào đen người đàn ông là Huyết Minh người, lại không nghĩ rằng đối phương chuẩn bị mạnh xông hầm giam. Một cái trong đó to lớn nam tử đứng dậy, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ngươi siêu phàm cảnh, còn muốn giết chúng ta. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền để cho cảm thụ một chút, cái gì là sợ hãi. Dứt lời, vậy to lớn nam tử bước chân đạp một cái, một quyền hướng Diệp Thần đập tới. Thậm chí ngay cả động dùng binh khí dự định cũng không có. Như vậy phế vật căn bản không đáng hắn động kiếm. Thế như sơn hà, thiên địa trấn áp. Một cổ bá đạo sát ý, từ thân thể chỗ sâu nhất bùng nổ. Tựa như bây giờ, như tất cả cự thú lao nhanh, kinh khủng lực lượng đánh phía Diệp Thần. Người luyện thể, và ta so lực lượng, người chắc chắn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, một quyền đánh ra. Bình bình đạm đạm một quyền. Một quyền này thậm chí liền đan điền chân khí cũng không có quá nhiều vận dụng. Bành! Một tiếng vang thật lớn, như sấm nổ tung. Kèm theo là vậy to lớn người đàn ông sợ hãi tiếng kêu. Hắn cánh tay phải trực tiếp gãy lìa. Thanh âm vô cùng thanh thúy. Không chỉ như vậy, một cổ lực lượng vô hình tựa như ở Diệp Thần trong cơ thể xông ra. To lớn cánh tay của nam tử hóa là một đạo xương máu. Một hồi gió lớn cuốn qua, to lớn người đàn ông cả người như con diều đứt dây hung hãn té bay ra ngoài. Mất đi năng lực chiến đấu. Hoàn toàn chết ngất. Một màn này, để cho nó hơn mấy vị trấn thủ chi người sắc mặt đại biến. Yên tĩnh. Tình cảnh lâm vào như chết vắng lặng chính giữa. Ai có thể nghĩ tới hắc bào thanh niên này xa so tin tưởng còn kinh khủng hơn. Ta nói, ta chỉ muốn đạp vào địa lao tìm người mà thôi. Ta không muốn cử động nữa tay. Những lời này, ta chỉ nói hai lần. Diệp Thần thanh âm đạm mạc chỉ như vậy chậm rãi rơi xuống. Nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng, 6-7 đạo thân ảnh ngay tức thì đem Diệp Thần bao vây. Duy chỉ có vậy thánh vương cảnh ông già không có ra tay, đứng ở đàng xa, con người híp lại, tựa như ở chờ đợi thời cơ. Diệp Thần nhìn chung quanh mấy người cùng với bọn họ trên mình tràn ra sát cơ lạnh như băng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra, các người đã làm ra lựa chọn. Tiểu súc sinh, Huyết Minh cũng là người có thể xông. Bỏ mặc ngươi là ai, vậy thì vĩnh viễn lưu ở chỗ này đi. Một tiếng giống giận, 6 người trường kiếm sử dụng. Gió lớn cuốn lên, quanh thân trường bào, ở gió lạnh chính giữa bót bót vang dội. Đạp đạp đạp, bọn họ mấy bước bước ra. Hơi thở leo lên, tựa như trường phong rẽ sóng. Minh chủ kiếm huyết trầm để cho bọn họ trấn thủ nơi này, nếu như xảy ra chuyện, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết người ngoại giới tại sao không có phản ứng, nhưng là đã không trọng yếu. Chỉ cần thằng nhóc này chết, hết thảy liền kết thúc. Trường kiếm múa, cuồng bạo kiếm ý tựa như vòi rồng như gió hướng Diệp Thần cuốn tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn bước vào siêu phàm cảnh, đối phó những thứ này nhập thánh cảnh cường giả mà nói. Quá đơn giản. Một giây kế tiếp, trong tay hắn sử dụng trấn hồn kiếm. Một kiếm chém thương khung. Xé kéo. Kinh khủng kiếm khí lan truyền, cường hãn kiếm thế tràn ngập.
Một hồi nặng nề biến dạng tiếng truyền tới, cái này một mảnh không gian, tựa như bị hoàn toàn biến dạng. Kiếm phong qua, mắt thường có thể thấy được, mặt đất nứt ra. Lấy cường đại kiếm thế cùng với tu vi thành tựu chống đỡ, hôm nay Diệp Thần thi triển ra kiếm pháp, cực kỳ cường thế. Đụng! Điện quang đá lửa bây giờ, một kiếm này chính là và vậy huyết minh chấn thủ người va chạm. Trực tiếp phá vỡ. Rắc rắc! Xương cốt gãy lìa tiếng ngay tức thì truyền tới. Đồng thời, sáu người kia đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Bay rớt ra ngoài. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, dưới chân phun trào già nua huyễn thân quyết, không ngừng rời rạc sáu người bây giờ. Còn chưa phản kháng, tất cả mọi người đều ngã xuống đất, lại cũng không có tác chiến năng lực. Chu vi 100 mét, chỉ có hai người đứng, Diệp Thần cùng với vị kia huyết minh thánh vương cảnh cường giả. Bót bót bót. Thánh vương cảnh cường giả không có vẻ tức giận, ngược lại đưa hai tay ra vỗ tay. Hoa hạ chiến thần Diệp Thần quả nhiên danh bất hư truyền, ta Chu đạo quân bội phục không thôi. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới mình thân phận nhanh như vậy sẽ bị đoán được, hắn nhìn lướt qua chấn hồn kiếm, lúc này mới chợt hiểu liền mấy phần. Xem ra là vũ khí bán đứng mình. Chu đạo quân nhìn về phía chung quanh, phát hiện tất cả mọi người như núi bất động. Nói ta còn buồn bực động tĩnh lớn như vậy, tại sao huyết minh không có người nào phát hiện, xem ra ngươi không chỉ kiếm thuật liền được, còn là một vị trận pháp sư, ngược lại là chúng ta huyết minh một mực xem thường ngươi, đây chính là huyết minh tổng ở Hoa Hạ xảy ra chuyện nguyên nhân đi. Ta muốn minh chủ thấy đầu lâu ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Lời nói xong, một cổ sát cơ lạnh như băng cuộn sạch mở. Minh chủ liền ngờ tới ngươi một ngày nào đó sẽ đến hầm giam. Lại không nghĩ rằng sẽ là nhanh như vậy. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Dứt lời, Chu đạo quân động. Cấp tốc tiếng xé gió truyền tới, một cổ khí thế cường đại tràn ngập mở ra. Diệp Thần đối mặt thánh vương cảnh cường giả, giống vậy mạnh nhất hơi thở phóng thích. Hai người khí thế, phóng lên cao, hóa là gió lớn, ở trên trời gào thét. Ở giữa thiên địa, tràn đầy một cổ khí sơ sắc tiêu điều. Chu đạo quân trong tay xuất hiện một cây đỏ thẫm linh côn. Tay hắn cầm một đầu, một côn điểm ra. Uy áp kinh khủng tựa như núi to vậy hướng Diệp Thần đè đi. Hắn khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thánh vương cảnh đối kháng một cái siêu phàm cảnh, quá mức dễ dàng. Mặc dù hắn thánh vương cảnh là đan dược đôi triệt kết quả, năng lực thực chiến kém rất nhiều. Nhưng là vừa như thế nào, tất nhiên nghiền ép. Diệp Thần nhìn đỏ thẫm linh côn phá không tới, không có né tránh, ngược lại một bước bước ra. Bổn mạng linh phù sử dụng. Sấm rơi. Một đạo hàn quang lóe lên, như 9 tầng trời thần lôi, đập xuống. Đồng thời, một kiếm vung ra. Diệp Thần một kiếm này tốc độ, nào chỉ là sắp tới trình độ cao nhất. Đầy trời khắp nơi, lôi ra một phiến hư ảnh, để cho người ta ánh mắt, thậm chí đều không cách nào đuổi theo. Diệp Thần cũng muốn xem, mình vạn đạo kiếm pháp mạnh, hay là đối phương đỏ thẫm linh côn mạnh. Vạn đạo kiếm tôn dạy cho hắn đồ, há là côn lôn hư những cái kia rác dưới công pháp có thể chống cự. Oanh! Đảo mắt bây giờ, chính là một hồi kịch liệt tiếng nổ truyền tới. Kinh khủng đụng, sản sinh ra từng tầng một thực chất đợt khí, hướng bốn phía quét sạch đi. Ở giữa thiên địa, đợt khí hoành bay. Mỗi một đạo đợt khí đều mang thực chất vậy lực sát thương, hung hãn bắn tung tóe ở Diệp Thần ngưng tụ trận pháp trên. Suýt nữa để cho trận pháp vỡ vụn. Chu đạo quân và Diệp Thần đồng loạt lui về phía sau 2 bước. Một chiêu dưới nếu là huề. Làm sao có thể? Rõ ràng siêu phàm cảnh, tại sao có thể bùng nổ và ta vậy lực lượng? Chu đạo quân lúc này mới chênh lệch đến mình xa xa thấp hơn liền Diệp Thần. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời khắc này Diệp Thần hơi thở, cuồng bạo hết sức. Hắn không dự định lãng phí nữa thời gian. Phải một chiêu toi mạng. Vạn kiếm quy tông. Luân hồi mộ địa đều chấn động. Quanh thân khí thế bùng nổ, đợt khí lăn lộn, ánh sáng tách thả ra. Vạn kiếm quy tông lực lượng toàn bộ phóng thích. Hóa là một đạo kiếm quyết. Đi. Đem trong cơ thể chỉ còn lại một tia thúc dục ra. Kích thích kiếm quyết. Vậy một quả kiếm quyết trực tiếp hướng đối phương bắn tới. Một khắc sau, ở kiếm quyết đụng phải Chu đạo quân trong nháy mắt,
bỗng nhiên nổ tung. Chu đạo quân tròng mắt trợn to, muốn phản kháng nhưng là không kịp rồi. Cả vùng vặn vẹo, tựa như tan vỡ. Ùm ùm. Vậy tiếng nổ chính giữa, vậy cực hạn ánh sáng chính giữa, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Ở sắp gặp tử vong một khắc, Chu đạo quân nhìn Diệp thần tròng mắt lạnh như băng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bên hông hắn hai bức họa hoàn toàn trọng hợp. Diệp thần, Diệp thí thiên. Lời nói vẫn chưa nói hết, hắn liền ngã trên đất. Sau đó, Diệp thần trực tiếp cầm ra huyết minh chỉnh trưởng lão vậy cái chìa khóa, phá vỡ hầm giam, hướng bóng tối chỗ sâu đi. Trong địa lao, một nơi nhất góc u tĩnh chi địa. Huyết minh trưởng lão và Diệp Hoành Bân gặp được đang nhắm hai mắt mâu, ngồi xếp bằng Diệp Thiên Chính. Diệp Thiên Chính đã sớm thói quen đám người này mỗi ngày tới xem mình, cũng hoặc là hỏi một ít vấn đề không giải thích được. Hắn giả bộ câm điếc, đám người này vậy không thể làm gì. Diệp Thiên Chính, ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp ta, nếu không hối hận chính là chính ngươi. Huyết minh trưởng lão lạnh lùng nói. À, Diệp Thiên Chính căn bản không dự định để ý tới. Đây có thể đem huyết minh trưởng lão tức giận không nhẹ, mới vừa muốn động thủ, Diệp Hoành Bân nhưng là ngăn cản huyết minh trưởng lão, một cái ánh mắt. Sau đó tìm một cái băng ghế, ngồi ở Diệp Thiên Chính trên mình. Diệp Thiên Chính, ngươi có thể biết Côn Lôn hư Diệp gia. Ngươi lại là ai? Diệp Thiên Chính mở mắt ra, tò mò nhìn đối phương một cái. Không biết tại sao, người đàn ông này lại để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Diệp Hoành Bân con ngươi híp lại, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ là hay không cảm giác được trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào. Cũng hoặc là ta cảm giác trên mình có loại quen thuộc cảm giác. Diệp Thiên Chính mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Hoành Bân ngắt lời nói, ngươi và ta trên người cảm giác, chỉ có một loại giải thích, đó chính là ngươi trong cơ thể ta cũng chảy xuôi Côn Lôn hư Diệp gia huyết mạch. Nếu chúng ta vốn là người một nhà, vậy ta cũng không nói nhảm, ngươi nhi tử thực lực cường đại nguyên nhân phải chăng và Côn Lôn hư Diệp gia một kiểu đồ có liên quan. Diệp Thiên Chính nghe được đối phương nhắc tới Diệp thần, khôi phục vẻ thanh tỉnh, duỗi vươn người, ta quản ngươi tới từ nơi nào. Ta nói rất rõ ràng, cái gì cũng không biết, có bản lãnh ngươi động thủ giết ta. Diệp Hoành Bân diễn cảm đột nhiên lạnh, hừ lạnh một tiếng, vốn định dùng mềm, bây giờ nhìn lại là không được, cũng tốt, vừa vặn xem mười mấy năm trước Côn Lôn hư Diệp ra bước vào Hoa Hạ, phải chăng và các người có quan hệ. Dứt lời, Diệp Hoành Bân một chỉ điểm ra, điểm vào Diệp Thiên Chính trên ấn đường. Lần này, hắn không có bị bất kỳ cắn trả và công kích. Thấy một màn này, những cái kia huyết minh trưởng lão trong lòng vui mừng. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Hoành Bân khóe miệng cũng là phác họa một đạo nụ cười tự tin. Nếu như mình liền không có một người tu vi người bình thường đều không cách nào trấn áp, vậy hắn cũng không cần ở Côn Lôn hư lăn lộn. Hắn vừa định cướp đoạt Diệp Thiên Chính trí nhớ. Đột nhiên, thức hải thâm sử, một đạo thân ảnh già nua hiện lên. Vậy thân ảnh già nua vô cùng mơ hồ. Chỉ có cặp mắt kia có thể thấy rõ. Mang sát ý vô tận. Lăn ra ngoài. Một giây kế tiếp, Diệp Hoành Bân cảm giác huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Rồi sau đó ẩn núp, tựa như nhìn thấy gì kinh khủng tồn tại. Không chỉ như vậy, hắn khí huyết dâng trào. Tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao trên mình ngươi có Diệp gia cao nhất hồn căn? Hồn căn là linh căn một loại, cực kỳ mờ ảo và hiếm thấy. Toàn bộ Côn Lôn hư, chỉ có Diệp gia mới có thể tồn tại. Nhưng là rất dài trong năm tháng, càng ngày càng thiếu. Cho tới bây giờ, trừ Côn Lôn hư Diệp gia lão tổ và tộc trưởng trở ra, không có người nào nắm giữ. Nhưng là trước mắt không có tu vi người đàn ông trung niên nhưng lại như là này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chỉ một cái này cao nhất hồn căn, liền coi là lên thiên đại bí mật. Một cổ cao nhất sợ hãi lan tràn ở Diệp Hoành Bân trong lòng. Hắn hâm mộ, hắn ghen tị. Nếu như trên người hắn nắm trong tay cái này nghịch thiên hồn căn, cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh này. Diệp gia lại không dám đuổi ra khỏi mình. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mình đem Diệp Thiên Chính giao cho Côn Lôn hư Diệp gia, có thể hay không thì có lần nữa bước vào Diệp gia tư cách. Cao nhất hồn căn. Diệp Thiên Chính nhíu mày một cái, hắn loáng thoáng đoán được một ít.
Ban đầu và thê tử Giang Nữ Dung bao vây u hồn ngục giam vậy 5 năm, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu từ thê tử trong miệng biết một ít thứ. Giang Nữ Dung ở Hoa Hạ là nghịch thiên linh căn, lúc này mới sẽ tạo thành lớn như vậy chập chờn. Còn hắn thì phàm căn. Hơn nữa là kiểm tra qua. Thậm chí có thể nói là phế cây. Ở đó chút Hoa Hạ người võ đạo giới xem ra, căn bản không xứng với Giang Nữ Dung. Giang gia lúc này mới mọi thứ ngăn trở. Nhưng là theo cái này nửa năm sự việc phát triển, hắn phát hiện trên người mình cũng không có như vậy phổ thông. Hắn đứa nhỏ Diệp Thần thực lực như vậy khủng bố, ngắn ngủi 5 năm, tu luyện đến bây giờ tình cảnh. Phá vỡ u hồn ngục giam lực lượng kia đủ để kinh người. Nếu như hắn thật là phàm căn, làm sao có thể và Giang Nữ Dung sinh ra loại này nghịch thiên đứa nhỏ. Từ trước mặt người đàn ông trong giọng nói, trên người mình cái gọi là hồn căn tuyệt đối không bình thường. Thậm chí có thể nói là vô cùng trọng yếu tồn tại. Còn nữa, trong thân thể hắn một mực có một đạo lực lượng bảo vệ mình. Lực lượng này dù là ở Côn Lôn Hư Huyết Minh, những người đó vậy không thể làm gì. Cuối cùng, hơn nữa trước mắt đám người này không ngừng tra hỏi, hắn tựa như phát hiện một cái to lớn bí mật. Liên quan tới thân thế. Côn Lôn Hư Diệp gia. Cái này chẳng lẽ chính là lão gia tử một mực bảo vệ bí mật. Lão gia tử cho tới nay cũng không ở nhà, không có công tác, nhưng là cơm áo không buồn. Chẳng lẽ sau lưng chính là cái này Côn Lôn Hư Diệp gia? Nhưng mà lão gia tử tại sao phải đi Hoa Hạ? Đây là đang tránh né cái gì? Ngay tại Diệp Thiên Chính suy tư đang lúc, Diệp Hoành Bân tiếp tục nói, Diệp Thiên Chính, ngươi có nguyện ý hay không và ta hồi Diệp gia? Chỉ cần ngươi hồi Diệp gia, cái này huyết minh không cách nào trói buộc ngươi. Không chỉ như vậy, người hết thảy mong muốn đồ cũng có thể được. Hắn giọng dồn dập, không kịp chờ đợi. Những năm này, Diệp Hoành Bân tiếc nuối lớn nhất chính là bị đuổi ra Diệp gia. Nếu như có Diệp Thiên Chính, đó chính là thiên đại cơ duyên. Hắn là Diệp gia cung cấp cao nhất hồn căn, Diệp gia tất nhiên sẽ đem hắn thu vào trong đó. Công lao này, lấn át thiên. Huyết minh trưởng lão nghe được Diệp Hoành Bân nói tiếng nói. Sắc mặt có chút thay đổi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Diệp Hoành Bân lại có thể ngay trước mặt của bọn họ dự định mang đi Diệp Thiên Chính. Đây chính là ở huyết minh à. Một vị trong đó huyết minh trưởng lão đứng dậy, mở miệng nói, Diệp tiền bối, ngươi như vậy. Không tốt sao, Diệp Thiên Chính nhưng mà chúng ta huyết minh người. Diệp Thiên Chính con ngươi híp lại, từ đầu đến cuối cuồng nhiệt. Hắn liền nhìn thẳng cũng không có xem huyết minh trưởng lão một mắt, nói ta biết. Huyết minh ở Côn Lôn Hư địa vị coi như có thể, nhưng là ngươi hẳn rõ ràng, huyết minh không lên được mặt bàn. Còn nữa, ngươi cảm thấy huyết minh có tư cách dung chuyển thượng cổ gia tộc Diệp ra sao? Liền liền các người minh chủ vậy không nhất định có tư cách đụng chạm. Ngươi có thể coi đây là uy hiếp, nhưng đây cũng là ta thái độ. Đúng rồi. Ngươi không phải muốn biết Diệp Thiên Chính trên người bí mật sao, cái này cao nhất hồn căn chính là. Ta có thể chính xác nói cho ngươi, cao nhất hồn căn không giống với giống vậy hiếm hoi linh căn, nó dõi mắt toàn bộ Côn Lôn Hư đều là cao cấp linh căn. Nghe được cái này lời nói lạnh như băng, huyết minh các trưởng lão con ngươi lộ ra một tia dùng mình. Diệp Thiên Chính, bọn họ tự nhiên không thể nào giao ra. Côn Lôn Hư Diệp ra coi như cường thế đi nữa. Đó cũng là đi qua. Huống chi, chuyện phát sinh nơi đây tình, chỉ có mấy người bọn họ biết. Nếu như Diệp Hoành Bân xảy ra chuyện, Diệp gia lại làm thế nào biết Diệp Thiên Chính là cao nhất hồn căn? Một vị màu vàng trường bào huyết minh trưởng lão một bước bước ra, hai tay chắp sau lưng, Diệp Hoành Bân, ngươi không nên quá đáng. Coi như Diệp Thiên Chính thật đến từ Côn Lôn Hư Diệp gia thì như thế nào? Coi như hắn là cao nhất hồn căn thì như thế nào? Ngươi nếu dám mang đi hắn, vậy chúng ta huyết minh chỉ có thể để cho ngươi vĩnh cửu chết nơi này. Ý định giết người phóng thích, tràn đầy cả nhà. Sát cơ lạnh như băng mới vừa chạm được Diệp Thiên Chính, hắn thân thể chính là sinh ra một đạo bình phong che chở, bảo vệ hắn. Mà Diệp Hoành Bân trong tay nhưng là sử dụng một thanh kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào vị kia kim bảo huyết minh trưởng lão. Các người lại còn dám giết ta, sau lưng ta tông môn nhưng mà biết ta bước vào nơi đây, nếu như ta 3 ngày không đi trở về, đời này giá cả các người tiếp nhận dậy sao?
Diệp Hoành Bân không chút kiêng kỵ. Hắn hôm nay phải mang đi Diệp Thiên Chính. Hắn không tin người huyết minh dám động hắn. Đây cũng là quy tắc. Trong chốc lát, tức giận ngưng trọng đến mức tận cùng. Một bên Diệp Thiên Chính diễn cảm có chút cổ quái, cảm tình mình vẫn là một cái cướp tay hàng. Đột nhiên, hắn con người co rúm một cái, tựa như cảm giác được cái gì. Loại cảm giác này và ban đầu Diệp Thần tiến vào u hồn ngục giam thời điểm giống nhau như đúc. Thằng nhóc này sẽ không tiến vào Côn Lôn hư liền đi, hẳn không có thể, xem ra là ta gần đây không nghỉ ngơi tốt. Ngay tại Diệp Thiên Chính lầm bầm lầu bầu thời điểm, một chuôi hàn quang lóe lên, Kim Bào trưởng lão tay cầm Diệp Hoành Bân kiếm. Sau đó, Kim Bào trưởng lão sau lưng mấy người rối rít sử dụng vũ khí, nhắm thẳng vào Diệp Hoành Bân. Diệp Hoành Bân, mời ngươi làm rõ ràng ngươi thân phận, chúng ta để cho ngươi tới đây kết quả thế nào? Diệp Thiên Chính là chúng ta huyết minh người, lại là minh chủ chú ý tồn tại, ngươi nếu dám mang đi, ngại quá, ngươi cũng chỉ có thể vĩnh cửu chết nơi đây. Kim Bào trưởng lão thậm chí còn sau lưng huyết minh cường giả ý định giết người phóng thích mở. Vô tận uy áp để cho Diệp Hoành Bân hơi biến sắc mặt. Hắn muốn tránh thoát, nhưng phát hiện kiếm của mình tựa như gắt gao hàn ở. Hắn lúc này mới chợt hiểu, ở bên ngoài một mực không nói gì vị này Kim Bào ông già tuyệt không bình thường. Do dự mấy giây, Diệp Hoành Bân lên tiếng, nếu các người cố ý ngăn trở, vậy chuyện này tạm thời gác lại. Hôm nay ta liền đi một chuyến Côn Lôn hư Diệp ra, để cho bọn họ tới hướng các người huyết minh cần người. Nói xong, hắn liền rút ra đã giãn ra kiếm, hướng bên ngoài đi. Có thể đi chưa được mấy bước, sau lưng lại có thể bị một đạo lạnh như băng đụng chạm. Hắn bước chân cứng ngắc. Hắn có thể cảm giác phía sau là một chuôi kiếm lạnh lẽo, hơn nữa đã phá vỡ ra hắn, chỉ cần dùng sức, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi làm cái gì vậy? Dự định giết người diệt khẩu. Kim Bào ông già cười lạnh một tiếng, chúng ta huyết minh làm sao có thể động ngươi đâu, chỉ bất quá, ngươi biết quá nhiều đồ, dù sao vậy không có chuyện gì, ngay tại chúng ta huyết minh ở thêm mấy ngày, chờ Diệp Thiên Chính bí mật rõ ràng sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Bây giờ, còn xin ngươi phối hợp, đọc lấy Diệp Thiên Chính trí nhớ, từ hắn trong trí nhớ tìm tòi ra chúng ta huyết minh cảm thấy hứng thú đồ. Đây đối với ngươi, cũng hoặc là đối với chúng ta huyết minh đều có chỗ tốt. Diệp Hoành Bân biết rõ hôm nay nếu như cưỡng ép động thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất biện pháp chính là nghe theo vị này Kim Bào trưởng lão ý kiến. Không phải ta không muốn động Diệp Thiên Chính, mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, vậy đạo lực tính cũng ở đây đối với ta ra tay. Ta bây giờ thực lực, không cách nào chống lại. Đây là nói thật. Kim Bào trưởng lão đem kiếm trong tay thu vào. Nghiêm túc nói, lực lượng kia mặc dù đối với ngươi ra tay, nhưng là hiển nhiên thu tay lại liền mấy phần, nếu không ngươi không thể nào còn có thể đứng, chúng ta huyết minh những người khác đụng chạm Diệp Thiên Chính, có mấy vị thậm chí tại chỗ hóa là xương máu. Ngươi thực lực không đủ, không thành vấn đề, chúng ta sẽ cho ngươi một đạo lực lượng, lấy chúng ta mấy người lực lượng, Diệp Thiên Chính trong cơ thể tồn tại, tự nhiên có thể phá giải. Diệp Hoành Bân hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Kim Bào trưởng lão. Thở dài một tiếng, vẫn là đi tới Diệp Thiên Chính trước mặt. Một chỉ điểm ra, chạm được Diệp Thiên Chính ấn đường. Mà Kim Bào trưởng lão và còn lại mấy vị trưởng lão cũng không nhàn rỗi, đan điền chân khí phun trào, sau đó một trưởng vỗ ở Diệp Hoành Bân sau lưng. Vô tận chân khí toàn bộ phun trào đi. Diệp Hoành Bân khí thế vậy đang không ngừng leo lên. Tay hắn chỉ kim quang hoàn toàn chui vào Diệp Thiên Chính đầu óc. Từng đạo hình ảnh thoáng qua. Đến từ Hoa Hạ Ninh ba hình ảnh. Lần này, lực lượng kia mặc dù ở trở ngại, nhưng là lại bị mấy người lực trực tiếp phá vỡ. Từng đoạn trí nhớ chui vào Diệp Hoành Bân đầu óc. Đứt quãng. Hắn loáng thoáng bây giờ thấy được một cái thiếu niên. Thiếu niên tên là Diệp Thần. Ninh ba người, Diệp Thiên Chính con. Ở Ninh ba vòng lâm vào là phế vật, vô số người nhạo báng. Diệp Thiên Chính an ủi cái này thiếu niên. Nhưng thủy chung không có dùng. Cho đến bọn họ nhận được Vân Hồ Sơn Trang một chàng mời. Vân Hồ Sơn Trang. Diệp Thiên Chính và Giang Nữ Dung muốn là Diệp Thần xứng danh, lại không nghĩ rằng, Lâm Tuyệt Long xuất hiện, một nhà chết thảm. Diệt môn. Rồi sau đó Diệp Thiên Chính và thê tử chết mà sống lại, tiến vào u hồn ngục giam.
vô số này thẩm vấn. Chỉ là Diệp Thiên Chính sau lưng bí mật. Hình ảnh lóe lên. Diệp Hoành Bân thấy được một cái ông già đem Diệp Thiên Chính gọi tới thư phòng, cầm ra một khối đá màu đen, thận trọng giao cho Diệp Thiên Chính. Thiên Chính, đá này là ta để lại cho Diệp Thần quà sinh nhật, nếu như ngày nào ta xảy ra chuyện sau năm thứ ba liền đem đá này giao cho Diệp Thần. Nhớ, không muốn tính sai. Cái giá này ngươi không chịu trách nhiệm nổi. Ta đem hết thảy tiền đặt cuộc cũng đè ở Diệp Thần trên mình, nếu như thua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hình ảnh cũng nơi này chính là hơi ngừng. Diệp Hoành Bân khẽ nhíu mày, vậy đá màu đen rốt cuộc là thứ gì, tại sao Diệp Thiên Chính phụ thân như vậy cẩn thận? Hắn muốn tiếp tục ngược dòng, nhưng phát hiện Diệp Thiên Chính cổ và trên mặt cũng nổi gân xanh, rất là khó chịu. Loại thuật pháp này, đối với Diệp Thiên Chính chính là một loại tàn phá. Diệp Thiên Chính muốn vùng vẫy, hắn mặc dù huyết mạch đặc thù, nhưng là cuối cùng không có tu luyện, lại bị nhiều cường giả như vậy áp chế, hắn như thế nào chống cự. Diệp Thiên Chính khóe miệng dần dần tràn ra máu tươi. Vậy đạo lực tính bị nhiều cường giả như vậy một kích toàn lực áp chế. Hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào mình thân thể chống cự. Làm sao có thể không bị thương? Diệp Hoành Bân nhìn một cái Diệp Thiên Chính, ánh mắt ngược lại là thay đổi lạnh lùng đứng lên. Cố nhiên trước mặt tên này có thể giúp hắn tiến vào Côn Lôn hư Diệp gia, nhưng là không trọng yếu. Hắn phát hiện vậy bí mật quan trọng hơn. Côn Lôn hư Diệp gia yên lặng ngàn năm, vì sao đột nhiên ở mấy chục năm đi trước Hoa Hạ? Kết hợp Diệp Thiên Chính bộ phận trí nhớ, hiển nhiên là vì lão đầu kia cho cốt. Côn Lôn hư Diệp gia đem lão đầu kia cho cốt và linh bài bỏ vào Côn Lôn hư Diệp gia từ đường, đủ để thuyết minh cái này ông già thân phận không bình thường. Mà hắn vậy nhiều lần giao phó đá màu đen, tất nhiên là lớn nhất chỗ bí mật. Cái này đá màu đen ngay tại một cái kêu là Diệp Thần thanh niên trên mình. Hết thảy rõ ràng. Diệp Thiên Chính lại cũng không chịu nổi, trong miệng máu tươi không ngừng khạc ra. Mà Diệp Hoành Bân còn đang điên cuồng cướp lấy. Mắt xem Diệp Thiên Chính đem kế cận sống chết hết sức, một đạo áo bào đen bóng người nhưng là bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần tự nhiên thời gian đầu tiên liền thấy đám người này đối với phụ thân làm nơi là. Giờ khắc này, lửa giận trong lòng hoàn toàn cháy. Nếu như hắn đợi thêm một ngày, cũng hoặc là lại trễ mấy phút, hắn và phụ thân sẽ gặp âm dương cách nhau. Mấu chốt hắn thời gian đầu tiên nhìn ra đám người này thuật pháp. Cướp đoạt trí nhớ. Hành động này đối với người tu luyện có thể chỉ có thể thương tổn rất nhỏ. Nhưng là phụ thân nhưng mà người bình thường à. Hắn đã làm sai điều gì? CMN. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, chấn hồn kiếm trực tiếp sử dụng. Cánh tay chân khí lưu chuyển, chấn hồn kiếm trực tiếp giống như cây lao vậy bắn đi ra ngoài. Suy. Không trung truyền tới một đạo nhọn tiếng xé gió, chấn hồn kiếm như vẫn thạch vạch qua thương khung. Mang theo cuồn cuộn kình khí gào thét tới. Một màn này, để cho trong không khí nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Huyết minh tất cả mọi người, thậm chí còn Diệp Hoành Bân cũng phát hiện. Bọn họ chợt quay đầu, khi thấy chấn hồn kiếm phá không tới, không để ý tới hết thảy, buông tay ra. Một người trong đó bởi vì không kịp, trực tiếp bị chấn hồn kiếm bắn thủng. Huyết dịch bão tố bắn. Chấn hồn kiếm không có dừng lại. Lại lần nữa hướng Diệp Hoành Bân đi. Diệp Hoành Bân không để ý tới hết thảy, cưỡng ép cắt đứt cướp đoạt trí nhớ. Chợt lui về phía sau. Nhưng là, vẫn là chậm. Bành. Một kiếm trực tiếp chặt đứt hắn nửa cái cánh tay. Cường đại đợt khí trực tiếp đem hắn thân thể tung bay. Đinh, một tiếng, chấn hồn kiếm kể cả vậy người huyết minh thân thể, hung hãn đóng vào hầm giam mặt tường trên. Giống như ác ma thẩm phán. Một cổ cường đại xào xạc ý để cho cả thế giới đều an tĩnh lại. Cuồn cuộn bụi đất cuộn sạch, máu tươi tiệm nhiễm đất đai. Chỉ một kiếm, giết một người, chém một cánh tay. Sau đó Diệp Thần không để ý hết thảy, hướng Diệp Thiên Chính vọt tới. Ôm! Ba, thật xin lỗi, ta tới trễ. Diệp Thiên Chính hoảng hốt bây giờ thấy được Diệp Thần, hắn vậy thống khổ sắc mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng. Thần! Hắn muốn đưa tay ra, nhưng là khạc ra một ngụm máu tươi. Khó chịu đến mức tận cùng, ý thức dần dần tiêu tán.
Diệp Thần cưỡng ép áp chế tức giận trong lòng, từ luân hồi mộ địa lấy ra bình kia luyện chế xong thái cổ hư thật đan. Thái cổ hư thật đan đối với thần hồn và thương thế có hiệu quả. Mà phụ thân lúc này chính là bị thương thần hồn. Dù là thái cổ hư thật đan vô cùng chân quý, hắn vẫn là đổ ra hai cây, cho phụ thân đút vào. Đan dược vào miệng, Diệp Thiên Chính vậy nguyên bản gương mặt tái nhợt ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Mà Diệp Hoành Bân và Kim Bào trưởng lão các người thấy một màn này, trong mắt ngay tức thì nóng bỏng. Thái cổ hư thật đan. Vậy trong bình ngọc chứa lại là thái cổ hư thật đan. Hoàn chỉnh thái cổ hư thật đan. Có người đột nhiên kinh hô thành tiếng. Đây chính là thái cổ hư thật đan à. Ở thời đại thượng cổ đều là giá trị liên thành tồn tại. Đặt ở hiện đại, đáng sợ hơn. Ngưng thần hồn, ổn tu vi, trị trăm tổn thương. Có thể nói thánh đan. Gần đây duy nhất một lần xuất hiện, chính là dịch bảo các hội đấu giá lên, bị Diệp Thí Thiên nơi được. Nhưng mà vậy bán đấu giá thái cổ hư thật đan là không lành lặn đan dược, không có bất kỳ giá trị gì. Thế gian cũng không có ai có thể luyện chế. Mà bây giờ, bọn họ nhưng là phát hiện người hắc bào thanh niên kia trên tay nắm giữ loại này đan dược chân quý. Bọn họ có thể không điên cuồng sao? Ngươi là Diệp Thần. Hoa Hạ Diệp Thần, ngươi lại dám xông vào huyết minh hầm giam. Lại có người kinh hô thành tiếng. Mới vừa rồi Diệp Thần vậy một tiếng ba, liền có thể đoán ra thân phận. Mấu chốt bọn họ căn bản không tin, một cái Hoa Hạ tiểu tử, dám vào nhập Côn Lôn hư. Còn dám xông vào huyết minh. Hắn vào bằng cách nào? Diệp Thần không để ý đến, lại là lấy ra mấy cây ngân châm, một tia linh khí ngưng tụ vào ngân châm trên, ngân châm rối rít rơi xuống. Rậm rạp chằng chịt, không ngừng run rẩy. Bây giờ phụ thân tình trạng rất nguy hiểm, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào đem phụ thân ổn định. Phụ thân thần hồn cơ hồ muốn tán, thể xác vậy suýt nữa tan vỡ. Nếu như không có thái cổ hư thật đan hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ hắn thiếu giảm rất nhiều dược liệu, duy nhất có thể làm chính là ổn định phụ thân trạng thái. Diệp Hoành Bân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Ngọc trong tay bình. Nhìn một cái Kim Bào trưởng lão, người hẳn biết thái cổ hư thật đan giá trị, vật này làm sao chia. Kim Bào trưởng lão một phất ống tay áo, ai bắt được liền trở về ai, như thế nào? Được. Diệp Hoành Bân một bước bước ra, mới vừa muốn động thủ, còn lại mấy vị huyết minh trưởng lão chính là đã hướng Diệp Thần phóng tới. To gan Diệp Thần, lại dám xông vào huyết minh chi địa, vậy chúng ta liền đem ngươi bắt lại, hiến tặng cho minh chủ. Dứt lời, mấy đạo thanh âm cuồng cuốn tới. Những thứ này người khí tức trên người chỉ ít ở nhập thánh cảnh trên. Sát khí cực kỳ nồng nặc. Tin đồn Hoa Hạ Diệp Thần là vô địch chiến thần, bọn họ ngược lại là muốn lãnh giáo một phen. Nhưng là chân tránh nguyên nhân chính là muốn thời gian đầu tiên bắt được Diệp Thần Ngọc trong tay bình. Diệp Thần con ngươi híp lại, cảm nhận được ý định giết người, nhưng là như núi bất động, đem phụ thân đặt ở cách đó không xa. Không hoảng hốt không vội vàng ngưng tụ một đạo trận pháp, bảo vệ phụ thân, không để cho hắn bị bất kỳ vết thương. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần xoay người. Một chuôi kiếm lạnh lẽo đã hướng tay hắn cánh tay đâm tới. Ngày hôm nay, các người tất cả mọi người đều đừng muốn rời đi. Tất cả mọi người. Thanh âm đạm mạc vang lên. Diệp Thần ngẩng đầu lên. Vậy trong mắt cơ hồ chỉ còn lại là máu và điên cuồng. Tựa như một đầu địa ngục hung thú. Vậy xuất kiếm người cũng là bị sợ hết hồn. Đột nhiên, Diệp Thần động. Năm ngón tay dương ra, trực tiếp nắm chuôi này cao tốc mà đến trường kiếm. Sau đó bước chân đạp một cái. Trên mình xông ra vô tận sấm sét. Cuồng bạo. Cút. Một tiếng giống giận, Diệp Thần lòng bàn tay tựa như tay cầm lôi cầu, ầm ầm nổ. Sắc sắc, một tiếng. Kiếm gãy thành hai nửa. Diệp Thần gắt gao cầm kiếm gãy, Thương Long Huyễn Thân Quyết dùng phun trào, cánh tay phải chợt đập ra. Vậy huyết minh cường giả hoàn toàn bối rối, chỉ có thể một chưởng hướng Diệp Thần bổ tới. Vốn cho là Diệp Thần sẽ né tránh. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần rất miễn cưỡng khiêng xuống. Như núi bất động. Rồi sau đó, vậy kiếm gãy biến dạng không khí, trực tiếp bị Diệp Thần hung hãn đập vào tim của đối phương. Tim tại chỗ nổ tung. Sau đó chợt kéo một cái, lỗ máu lan tràn.
Người kia thân thể rất miễn cưỡng bị biến dạng. Cái đầu tiên. Vậy tựa như tới từ địa ngục thanh âm vang lên. Một màn này, hoàn toàn chấn nhiếp tất cả mọi người. Huyết minh người sát đạo vi tôn, nhưng là cho tới nay không có gặp qua tàn nhẫn như vậy và điên cuồng cử động à. T. Kim bào lão giả và Diệp Hoành Bân thậm chí cảm giác sau lưng có chút lạnh lẽo. Đây cũng là hoa hạ chiến thần Diệp Thần. Người điên. Triệt triệt để người điên. Diệp Thần không có chút nào dừng lại, tựa như một đầu chiến tranh cực kỳ, quanh thân cuốn lên trước cuồng bạo sấm sét ở những cái kia huyết minh trong cường giả qua lại. Máu thịt chia lìa. Tay cụt hoành thiên. Đều là máu tươi. Cái thứ sáu. Diệp Thần áo bào đen đã bị máu tươi ướt đẫm, trực tiếp tháo ra. Mà trên mặt hắn mặt nạ vậy tràn đầy máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Hắn vậy như máu con ngươi nhìn về phía còn dư lại hai người. Diệp Hoành Bân, huyết minh kim bào trưởng lão. Hai người này thực lực đại khái đều ở đây thánh vương cảnh. Kim bào ông lão hơi thở hơn nữa nguy hiểm. Nhưng là Diệp Thần không có một tia sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, tựa như huyết lang nhìn chằm chằm con mồi. Ánh mắt này để cho hai người có chút rụt rè. Các người không nên động ta phụ thân, thật không nên. Ta từ Hoa Hạ tiến vào Côn Lôn hư, chính là vì ta phụ thân. Bây giờ ta phụ thân bị thương thành như vậy, ta cho các người một cái lựa chọn. Quỳ xuống, sau đó mình phá hủy đan điền, mình chặt đứt đầu lâu. Nếu không ta sẽ để cho các người cảm nhận được cái gì là địa ngục vậy hành hạ. Diệp Thần thanh âm rất bình thản. Phối hợp cái này trên người hắn máu tươi, lại để cho huyết minh hầm giam thay đổi âm u kinh khủng. Diệp Hoành Bân lúc này mới rõ ràng tới đây. Hắn nhận ra được Diệp Thần tu vi là siêu phàm cảnh. Coi như rất mạnh, có thể vượt cấp tác chiến, bùng nổ lực lượng cũng là nhập thánh cảnh. Hắn siêu phàm cảnh có gì phải sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần túi cái đó bình ngọc, một bước bước ra. Thằng nhóc, khoan hãy nói, ta thật bị ngươi khí thế hù dọa, giao ra thái cổ hư thật đan, ta cho một mình ngươi chết tử tế pháp. Còn nữa, ngươi chặn ta nửa cái cánh tay, cái giá này ngươi có thể phải trả. Dứt lời, Diệp Hoành Bân trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm. Linh khí lưu chuyển, khắp nơi bất phàm. Diệp Thần cười. Hắn vậy đầy sắc máu tươi đưa tay cửa vào túi, sau đó lấy ra bình ngọc, ngươi nói, ngươi muốn cái này. Diệp Hoành Bân tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể như vậy phối hợp, chợt gật đầu, giao ra thái cổ hư thật đan. Diệp Thần đem bình ngọc nhẹ nhàng ném đi, vững vàng đặt ở xó xỉnh. Nó sẽ ở đó, ngươi có bản lãnh đi ngay cầm. Dĩ nhiên, ngươi phải có mệnh cầm. Diệp Hoành Bân hừ lạnh một tiếng. Không để ý hết thảy hướng bình ngọc đi, nhưng mà hắn còn chưa bước ra mấy bước, một đạo tràn đầy máu tươi bóng người liền chắn trước người của hắn. Tiểu súc sinh, cút cho lão tử. Diệp Hoành Bân một kiếm càn quét ra. Cho dù chặn nửa cánh tay, chém chết Diệp Thần, vậy là đủ rồi. Đồng thời, hắn thân thể tựa như tinh thần chết, hướng Diệp Thần đụng đi. Quá nhanh. Diệp Thần trong mắt mang vẻ điên cuồng. Là máu cảm giác để cho hắn máu tươi tựa như sôi trào. Hắn thích loại cảm giác này. Trong cơ thể huyết long không ngừng gầm thét, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Mới vừa rồi là ngươi cướp đoạt ta phụ thân trí nhớ, không để ý hết thảy bị thương ta phụ thân, ngươi biết một ít thứ không nên biết, cho nên, ngươi đáng chết. Dứt lời, cổ tay run một cái, trường kiếm hoành thẳng. Một kiếm ra, chấn động đất đai. Toàn bộ huyết minh hầm giam. Hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Hai đạo kiếm ý lúc này va chạm. Một cổ sóng lớn hoảng sợ mà thành. Bổn mạng linh phù sấm sét cũng là xông lên quang lóe lên. Đạp đạp đạp. Một kiếm dưới, Diệp Hoành Bân dòng dã lui về phía sau 5 bước. Diệp Thần giống như vậy. Nhưng là Diệp Hoành Bân trên mặt nhưng là kinh hoàng đến mức tận cùng. Hắn không thể nào tin nổi một kiếm này là một cái siêu phàm cảnh tiểu tử sử ra. Lực lượng này và thánh vương cảnh sơ kỳ không việc gì khác biệt à. Côn Lôn hư, vượt biên giới tác chiến, rất thường gặp. Nhưng là vượt qua hai cảnh giới, cực kỳ hiếm thấy à. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hết thảy bởi vì vậy đá màu đen? Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần tựa như một đầu báo săn mồi vậy vọt ra.
quanh thân sấm sét cuồn cuộn. Máu lực rồng ra trì. Bổn mạng linh phù phóng thích. Hắn không dám có giữ lại chút nào. Muốn chính là điên cuồng giết hại. Chấn hồn kiếm trực tiếp đánh xuống. Tựa như một tòa núi to đè xuống, Diệp Hoành Bân lại cũng không dám khinh thị, đan điền tất cả chân khí ngưng tụ ở một kiếm trên. Hồng sát kiếm ý, chém. Một kiếm này, tràn đầy cực kỳ linh khí nồng nặc, điên cuồng rơi xuống. Vậy thì huyết độ cong, tựa như có thể chiếm đoạt hết thảy. Có thể để cho ta sử dụng một kiếm này, người vậy coi là chết có giá trị. Lời mới vừa nói ra miệng, hai đạo dễ như bỡn lực như núi to va chạm. Cường đại lực phản chấn cuộn sạch, hồng quang lóe lên. Diệp Hoành Bân tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ cũng chấn động. Mà Diệp Thần cũng không chịu nổi, cánh tay cơ hồ tê liệt. Không chỉ như vậy, hai thanh kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Cắm vào mặt tường trên. Diệp Thần không để ý tới lau sạch khóe miệng vết máu. Giết hại, vừa mới bắt đầu. Diệp Hoành Bân hoàn toàn nắm trong tay không được Diệp Thần tiết tấu. Mấu chốt đối phương quá làm loạn. Tựa như một cái người điên. Thà mình bị thương cũng phải đem kẻ địch bị thương nặng. Cái này mẹ hắn là cái gì lối đánh à? Côn Lôn hư căn bản không có à? Dù là người luyện thể cũng không biết như vậy. Mình muốn chết cũng được đi, tại sao phải kéo lên hắn à? Đồ gây rối. Hắn vừa định uống một viên đan dược, điều chỉnh hô hấp, nhưng mà... Diệp Thần nhưng là xuất hiện lần nữa. Sát ý phóng thích, tựa như địa ngục bò ra ác ma. Phần thiên trưởng. Không chút do dự, Diệp Thần một trưởng đánh ra. Một cổ vô tận nóng bỏng cảm giác tấn công tới. Diệp Thần trên tay lại là đột nhiên xông ra ngọn lửa hư ảnh. Vẫy tay bây giờ, ánh sáng rực rỡ lóe lên, gió lớn gầm thét, liệt diễm gầm thét. Một cái đỏ thấm hư trưởng chỉ như vậy đánh ra. Năng lượng rung động, do như sóng vậy, bạo thịnh mở. Một trưởng này tựa như biến dạng không gian, mang ra khỏi một đạo đỏ thấm đầy trời. Nổ ầm tiếng điếc tai nhức óc, tựa như trời long đất lỡ, tựa như toàn bộ mặt đất bị mở bung ra vậy. Cực kỳ bá đạo. Bước vào siêu phàm cảnh, Diệp Thần đối với mấy vị kia đại năng võ học càng phát ra tinh thông. Thả ra lực lượng vậy càng ngày càng lớn mạnh. Một trường này, Diệp Hoành Bân căn bản không phản ứng kịp, hơn nữa bị thương, chỉ có thể lựa chọn rất miễn cưỡng chịu đựng. Bành! Ngọn lửa hư trường trực tiếp chạm được hắn thân thể. Quần áo cháy hết. Hắn thân thể cũng là tại chỗ bay ra ngoài, sau đó nặng nề nện ở huyết minh hầm giam vách tường trên. Vách tường tại chỗ đập gãy. Phốc! Hắn cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Toàn thân xương tựa như vỡ vụn. Ai có thể nghĩ tới một cái thánh vương cảnh cường giả sẽ bị một cái siêu phàm cảnh đánh cho thành chật vật như vậy. Quá mẹ hắn biệt khuất. Diệp Hoành Bân tỉnh hồn lại, mới vừa muốn đứng lên, nhưng là dám cảm giác được một cổ núi cao thế cuốn tới. Hơi thở này để cho hắn cực kỳ khó chịu. Bóng đen bao trùm. Ác ma kia lại là xuất hiện. Đây đối với Diệp Hoành Bân mà nói nhất định chính là đả kích trầm trọng à. Chẳng lẽ lại không thể lấy hơi? Trời à! Hắn không để ý tới hết thảy, bước ra một giọt máu tươi bốc cháy. Sau đó trong tay hắn xuất hiện một đạo cổ quái phù văn lóe lên ánh sáng màu đen. Để cho người cảm giác được lòng rung động. Đây là hắn để lại trên người bảo toàn tánh mạng. Vẫn không có sử dụng. Hiện ở không có lựa chọn. Bùa này nhất kích đủ để đem Diệp Thần đánh lui. Cũng chỉ có thể là đánh lui. Giọt kia máu tươi hóa là một chuôi mũi tên nhọn, xuyên thấu phủ văn, hắc quang bùng nổ. Phụ ở mũi tên nhọn trên, hướng Diệp Thần ngực đi. Mũi tên nhọn kéo theo cực kỳ cuồng bạo thật ra thì, tựa như một đầu man hoang hung thú. Diệp Hoành Bân thở ra một hơi, vốn cho là lúc này buông lỏng, lại không nghĩ rằng một đạo kinh thiên nộ hống ở vang lên bên tai. Huyết Long, đi ra. Thanh âm này đến từ Diệp Thần. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong cơ thể lao ra một cái Huyết Long. Huyết Long vô cùng khổng lồ, hơi thở cực kỳ khủng bố. Tiếng rồng ngâm, tựa như chấn thiên tiếng sấm. Huyết Long vừa ra, vậy man hoang hung thú hư ảnh hoàn toàn chấn vỡ. Chỉ một uy áp cũng đủ để hủy diệt. Căn bản không có một địch lực.
Diệp Hoành Bân mở to mắt mâu, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần trong cơ thể lại còn có một con rồng. Hơn nữa máu này long trên người sát ý mãnh liệt hơn. Phảng phất là bởi vì giết hại mà sống. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, máu kia long chính là đáp xuống. Huyết long trực tiếp đụng vào Diệp Hoành Bân trên thân hình. Thiên địa, đều bị che đậy trói lọi. Từng đạo đợt khí, hóa là thật thế chấp, hướng bốn phương tám hướng phún ra ngoài. Bụi mù văng lên, một cái hố sâu to lớn tạo thành. Diệp Hoành Bân từng ngụm khạc ra máu tươi. Chết ý bọc. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Hoành Bân, nói kiến càng hám cây, không tự lượng sức. Hôm nay, ta liền để cho ngươi hưởng thụ cao nhất hành hạ. Kiếm tới. Chấn hồn kiếm trực tiếp bay đến Diệp Thần lòng bàn tay. Không có bất kỳ do dự. Một kiếm đánh xuống. Kiếm ý trực tiếp đem Diệp Hoành Bân cánh tay khác chặt đứt. Diệp Hoành Bân gào thét, thanh âm vô cùng thống khổ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần, người trên người ta huyết mạch đều là tới từ Côn Lôn hư Diệp gia. Ngươi vì sao phải chém chết đồng bào? Nghe được câu này, Diệp Thần cười. Đồng bào, ngươi cũng xứng, đừng nói ngươi đến từ Côn Lôn hư Diệp gia, coi như ngươi là Côn Lôn hư Diệp gia tộc trưởng, ta Diệp Thần theo chém không lầm. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm trực tiếp đâm thủng xuống. Diệp Hoành Bân đan điền trực tiếp vỡ vụn. Vô số linh khí tràn ra, hoàn toàn phá hủy. Hắn đau đến không muốn sống. Nhưng không thể làm gì. Diệp Thần, ta Diệp Hoành Bân thành quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi tên tiểu súc sinh này. Gầm thét tiếng chấn động toàn bộ huyết minh hầm giam. Ngươi còn muốn thành quỷ, ngươi chấn thương ta phụ thân thần hồn, hôm nay, ta liền để cho ngươi thần hồn câu diệt. Nghe được câu này, Diệp Hoành Bân ngược lại hít một hơi khí lạnh, con ngươi đều là kinh hoàng. Hồn diệt thần hồn, cái này người điên. Lại có thể liền thần hồn vậy không buông tha. Không muốn, ta cái gì đều được cho ngươi. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Diệp Thần ngón tay không ngừng bóp quyết. Lôi quang ở 10 ngón tay quấn quanh. Một cái to lớn phủ ấn bỗng nhiên ra. Gió lạnh gào thét, thiên địa vặn vẹo. Xì, kinh khủng lực trùng kích, lần nữa để cho Diệp Hoành Bân phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt ảm đạm. Rơi. Diệp Thần con người đông lại một cái, trong tay phù văn trực tiếp bị hắn vỗ xuống. Rơi vào Diệp Hoành Bân thân thể bên trong. Phù văn dạo dực chạy đi, Diệp Hoành Bân tròng mắt ngay tức thì trống rỗng. Thần hồn tại chỗ biến dạng. Thống khổ, khó chịu. Rồi sau đó, thân thể nổ bể ra. Thân xác và thần hồn, toàn bộ tiêu tán. Chỉ có chấn hồn kiếm dính máu tươi đứng ở hố sâu trên. Diệp Thần kịch liệt thở dốc. Sau đó nghĩ tới điều gì, vậy hàn mâu hướng một phương hướng bắn tới. Người cuối cùng. Huyết minh kim bào trưởng lão. Bót bót bót. Kim bào trưởng lão đón Diệp Thần trong mắt, đột nhiên vỗ tay. Hắn nhìn vậy cái huyết long hư ảnh xuống thanh niên, con người kinh người dần dần hóa là hứng thú. Diệp Thần, người để cho ta thật bất ngờ. Người thực lực, huyết chiến điện trăm người chết, không oan. Nói thật. Ta chưa bao giờ nghĩ tới Hoa Hạ lại có thể đi ra hướng người vậy nghịch thiên nhân vật. Đáng tiếc, ngươi cho dù thiên phú tài, nhưng đã tới không nên tới địa phương. Ngươi để cho ta nghĩ tới một người, vậy Côn Lôn hư ác ma Diệp Thí Thiên. Nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, nói không chừng ngươi thật có thể thành là giống như Diệp Thí Thiên vậy tồn tại. Đáng tiếc, sẽ không có nữa. Kim Bảo ông già chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới. Hắn sở dĩ vẫn không có ra tay, chính là muốn ngồi ngựa ông đắc lợi. Bây giờ Diệp Thần thân thể cực kỳ yếu ớt, đan điền linh khí chỉ sợ cũng thiếu thốn, lấy cái gì chiến. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thi triển mấy chiêu. Ta giết ngươi như giết gà. Diệp Thần ngẩng đầu lên, hoạt động một chút cổ, nhàn nhạt nói, phải không? Ngươi thấy ta kiếm, sẽ gặp đem những lời này thu hồi. Kiếm. Kim bào trưởng lão ngẩn ra, nhìn về phía vậy trong hố sâu chấn hồn kiếm. Kiếm này phẩm cấp coi như không tệ, nhưng là ở trước mặt hắn vậy không tính là cái gì chí bảo. Có gì sợ hãi? Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, xin lỗi, không phải thanh kiếm kia, là chuôi này. Trảm Long vấn thiên kiếm,
đi ra. Kim bào trưởng lão nghe được Diệp thần nói tiếng nói nhướng mày một cái. Còn có một thanh kiếm. Ở đâu ra kiếm? Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Trước mặt không khí bên trong lại có thể nứt ra một vết thương. Sau đó, tựa như một đạo đỏ thẫm ánh sáng qua lại tới. Hồng quang xuất hiện nháy mắt, hắn thật giống như bị phong tỏa. Phảng phất có một đôi tròng mắt lạnh như băng ở trong bóng tối ngưng mắt nhìn hắn. Hồng quang càng ngày càng đến gần. Kim bào trưởng lão diễn cảm hoàn toàn thay đổi. Hắn thấy được một chuôi hình dáng phong cách cổ xưa, nhưng lại tản ra vô tận uy áp trường kiếm. Tuyệt đối bất phàm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đưa mắt nhìn cảm giác lại có thể đến từ một thanh kiếm. Làm sao có thể? Một thanh kiếm làm sao sẽ để cho hắn sinh ra loại cảm giác này? Không đúng. Hắn đột nhiên cảm giác được kiếm này có chút quen mắt. Nhưng lại không nói ra được. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, giết. Diệp thần trong mắt thoáng qua một tia ác liệt, tức giận nói. Hắn và Trảm Long Vấn Thiên Kiếm tâm niệm hợp nhất, bởi vì Trảm Long Kiếm là đích thân hắn luyện chế, lại là ở Hoa Hạ một đường đẫm máu chiến đấu tới. Trải qua hết thảy, kiếm gãy sống lại, bất diệt chi chủ dùng cao nhất đúc kiếm lực cho hắn tân sinh. Đây cũng là Diệp thần tân sinh. Đột nhiên, Diệp thần trên người vô tận giết hại khí cuộn sạch đi. Dung hợp ở Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trên. Hắn chưa bao giờ đem Trảm Long Vấn Thiên Kiếm làm một chuôi vũ khí. Mà là một người đồng bạn. Rất nhiều thời điểm, Diệp thần thậm chí không cần ra tay, Trảm Long Kiếm liền có thể trấn áp hết thảy. Đây cũng là kiếm linh oai. Kiếm khí đổi được càng phát ra ác liệt, chung quanh hoàn toàn mất đi hào quang. Thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập. Gió lớn múa. Kim bào ông già ý thức được nguy hiểm, hắn thậm chí cảm giác kiếm này xa so Diệp thần thằng nhóc kia còn nguy hiểm hơn. Kiếm mạnh hơn người. Không thể nào. Thằng nhóc này thực lực so kiếm yếu, lại làm sao có thể như vậy ung dung điều khiển. Hắn không để ý tới hết thảy. Trong tay sử dụng trường kiếm. Kiếm này tên là huyết nguyệt kiếm. Một kiếm chém huyết nguyệt, một kiếm nuốt trời. Kiếm này lại là hắn nhiều năm qua thiếp thân kiếm. Không biết trợ giúp hắn giết bao nhiêu người. Nhưng mà làm huyết nguyệt kiếm mới vừa mới xuất hiện, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm nhưng là đã phát ra sáng chói và lạnh thấu xương ánh sáng. Tựa như đem hết thảy chói lọi hoàn toàn che phủ. Giờ phút này, thanh kiếm này, chính là ngày tháng. Nó chính là tinh thần. Hắn có thể chém long. Đạp hỏi trời. Không mấy đạo kiếm quang bung ra, một đạo cũng hoặc là trăm nói, căn bản đếm không hết. Mỗi một đạo kiếm quang cũng như thực chất. Vô tận cuồng bạo khí, tựa như hóa thành từng đạo giết hại liêm đao, hướng huyết nguyệt kiếm chiếm đoạt đi. Kim bào trưởng lão huyết nguyệt kiếm bản thân thì có kiếm linh, ở một tích tắc này, nhưng là tránh thoát kim bào tay của lão giả cánh tay. Hướng một phương hướng chạy trốn đi. Kim bào ông già hoàn toàn bối rối. Và hắn đẫm máu phấn chiến huyết nguyệt kiếm, lại rút lui. Liền ngăn cản ý cũng không có. Cái này con mẹ nó vậy thật mất thể diện đi. Cho dù huyết nguyệt kiếm chạy trốn, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm cũng sẽ không cho cơ hội của hắn. Kiếm khí ngang dọc, truy kích đi. Kinh khủng kia hơi thở, đủ để cho người nghẹt thở. Lách cách, một tiếng. Máu kia tháng kiếm cuối cùng vẫn là không có chạy khỏi, biến thành một đống mảnh vỡ. Sau đó, lại là không có một tia dừng lại, hướng kim bào trưởng lão đi. Giờ khắc này, kim bào trưởng lão bị Trảm Long Vấn Thiên Kiếm hoàn toàn đánh loạn trận cước, chỉ có thể chật vật ngăn cản. Từng cơn kiếm quang bao trùm mở. Kim bào trưởng lão một trưởng vỗ ra, không dám khinh thường, thánh vương cảnh lực lượng ầm ầm ra. Bành! Hai cổ khí lãng hướng bốn phương tám hướng tràn ra, mặt đất tựa như hóa là phế tích. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm phóng bay ra ngoài, rơi vào Diệp thần lòng bàn tay, nhẹ nhàng đung đưa. Hung ác khí, không giảm mà lại tăng. Mà kim bào trưởng lão nhưng là lui về phía sau dòng dã năm bước. Khí huyết dâng trào, rất là khó chịu. Hắn ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần trong tay Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Kiếm này hơi thở không giống như là Côn Lôn hư, rốt cuộc là người nào luyện chế? Người từ chỗ nào tới? Xem ra, Diệp thần trên mình người bí mật thật rất nhiều. Bất quá những bí mật này, hôm nay sau này, toàn bộ đều là ta.
Kim Bảo ông già cũng không chuẩn bị lại dùng vũ khí, năm ngón tay nắm chặt, một đoàn ngọn lửa bỗng nhiên mà thành. Ngọn lửa xuất hiện, nhưng là để cho Diệp Thần cảm thấy nghẹt thở và lạnh như băng. Cái này không giống như là ngọn lửa, càng giống như là một đạo hàn băng. Đây là lửa gì? Diệp Thần cảm thấy không đúng. Không nghĩ nhiều nữa, tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng Kim Bảo trưởng lão lao đi. Đồng thời Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trực tiếp bổ ra. Cường đại kiếm ý biến dạng trước mặt không khí, chung quanh lồng giam cũng trực tiếp chấn vỡ. Có thể gặp uy lực. Không chỉ như vậy, huyết long từ trên trời hạ xuống, chui vào Trảm Long Vấn Thiên Kiếm trong. Đồng thời, bổn mạng linh phù sấm sét cũng là tiến vào Trảm Long Vấn Thiên Kiếm. Một kiếm này, đủ để chấn áp hết thảy. Kim Bảo ông già mặc dù trong con người có chút bất ngờ, nhưng là cái này bất ngờ cảm giác thoáng một cái đã qua. Hắn cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình. Ngón tay bóp quyết, ngọn lửa kia ngay tức thì hướng Diệp Thần và Trảm Long Vấn Thiên Kiếm phủ tới. Dị hỏa cháy, đốt sạch thiên địa. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm kiếm quang khuếch trương ngàn trượng, huyết long và sấm sét không ngừng xông ra, nhưng là vẫn kém hơn vậy lửa cháy bừng bừng oai. Toàn bộ huyết minh hầm giam, tựa như đều bị cuốn vào đến một cái lửa to lớn lò chính giữa. Một giây kế tiếp, Diệp Thần phát hiện hắn và Trảm Long Vấn Thiên Kiếm liên lạc tựa như bị một đạo lực lượng vô tình bóp gãy. Làm sao có thể? Còn không chờ Diệp Thần tỉnh hồn lại, vậy vô tận ngọn lửa lại hóa là một con cự thú, chạy nhanh tới. Mỗi một bước, mặt đất đều là điên cuồng chấn động. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, nhìn một cái Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, chẳng biết tại sao, thân kiếm lại đang trong ngọn lửa không ngừng qua lại. Mưu toan phá vỡ. Nhưng là dù là chém rách một đạo hỏa diễm, chung quanh liền sẽ sanh ra mới ngọn lửa. Vô cùng vô tận. Nhìn ngọn lửa cự thú hướng tới mình, Diệp Thần chỉ có thể đem bổn mạng linh phù lực lượng thi triển đến mức tận cùng. Sấm rơi. Một đạo hàn quang lóe lên, như chín tầng trời thần lôi, đập xuống xuống. Đây là Diệp Thần bổn mạng linh phù ở giữa lôi kiếp. Đầy trời sấm sét, lôi ra một phiến hư ảnh, để cho người ta ánh mắt, thậm chí đều không cách nào đuổi theo. Bành! Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, Diệp Thần tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này lôi kiếp lực lượng lại cũng không cách nào chống lại ngọn lửa này. Ở rơi xuống đất nháy mắt, Diệp Thần một cái tay vỗ trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân thể rất là khó chịu. Kim Bảo ông già rất hài lòng trước mắt trạng thái, hắn hưởng thụ nghiền ép khoái cảm. Âm u cười tiểu xúc sinh, ngươi có thể cảm nhận được tuyệt vọng. Ta chính là ngươi tuyệt vọng bắt đầu. Không ngại nói cho ngươi, ngọn lửa này là ta nhiều năm trước bất ngờ nơi được, thế gian hiếm thấy, đừng nói là ngươi, dù là ngươi là trở lại hư cảnh cường giả cũng vô ích. Lửa này như thường nghiền ép. Tốt lắm, ta vậy không nói nhảm với ngươi. Hôm nay ta tự mình đem ngươi hỏa táng, vừa vặn bớt đi một ít không cần thiết thủ đoạn. Dứt lời. Ngọn lửa kia bay lên đi, hóa là hàng dài, lần nữa hướng Diệp Thần chiếm đoạt đi. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng, nhìn một cái xa xa phụ thân, hắn khẽ cắn răng. Vừa định hướng ngọn lửa phóng tới, luân hồi mộ địa đột nhiên vang lên một giọng nói. Đồ nhi, lửa này diễm có thể không bình thường, nó sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, nơi cực hàn, lại là vạn năm uẩn dục tạo thành. Côn Lôn Hư có người gọi hắn thành thánh lửa. Nếu như thuộc tính mạnh, một đạo hỏa diễm đủ để hủy diệt một khối sơn hà. Diệp Thần con ngươi ngưng trọng hơn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này Kim Bảo ông già lại nắm giữ loại này ngọn lửa. Bây giờ Trảm Long Vấn Thiên Kiếm bị kẹt trước, muốn tránh thoát rất mệt khó khăn. Không có Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, Diệp Thần tựa như mất đi cánh tay phải cánh tay trái. Hắn liền vội vàng hỏi Đoạn Lôi Nhân, sư phụ, người nếu biết ngọn lửa này. Tất nhiên có biện pháp đối phó. Xin sư phụ ra tay. Đoạn Lôi Nhân sờ một cái râu, ánh mắt mang một tia nghiền ngẫm đầu nhi, người vậy chớ đem sự việc nghĩ quá phức tạp, ngọn lửa này mặc dù rất mạnh, nhưng là để cho ta ra tay nhưng là quá không có lợi lắm. Huống chi, người có năng lực đối phó lửa này. Diệp Thần có chút bối rối, mới vừa muốn nói cái gì, Đoạn Lôi Nhân liền tiếp tục nói đầu nhi, người có thể nhớ bất diệt chi chủ trên người có một đạo hỏa diễm. Tên là bất diệt lửa. Nghe được bất diệt lửa, Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh.
Ở luân hồi mộ địa lần đầu tiên thấy bất diệt chi chủ thời điểm, Đoạn Lôi Nhân đã từng đề cập tới bất diệt lửa, nghe nói cái này bất diệt lửa là một tòa thánh sơn nham thạch nóng chảy chỗ sâu lấy ra, dùng để vạn hỏa luyện hóa 7-7-49 ngày mới được, đã từng có vô số cường giả rình rập, nhưng là cuối cùng đều chết ở bất diệt lửa trên tay. Thậm chí năm đó thiên vị cao cấp cường giả vây quét bất diệt chi chủ một người, nhưng hắn thi triển không diệt lửa biển, vạn người mất đi. Thảm tuyệt nhân hoàn. Nhưng mà sư phụ, bất diệt chi chủ vậy đạo thần niệm đã biến mất, ta cũng không có bất diệt lửa à, nên làm cái gì? Diệp thần nói. Đoạn Lôi Nhân khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười thần bí. Ngươi sai rồi, bất diệt chi chủ mặc dù tạm thời rời đi, hắn thật ra thì đã sớm là ngươi để lại một kiểu đồ. Bất diệt lửa mồi lửa. Ở ngươi ấn đường. Ban đầu bất diệt lửa chiếm đoạt vạn lửa hoàn toàn tạo thành, không bao giờ chôn vùi, cực kỳ cường thế. Lần này, do ngươi nắm trong tay. Đồ nhi, cảm thụ ngươi mi tâm vậy đạo hỏa diễm đi, cắn nuốt lão già kia ngọn lửa, đối với bất diệt lửa và ngươi mà nói, chỗ tốt quá nhiều. Thanh âm biến mất. Diệp thần trở về thực tế, hắn nhìn vậy cắn nuốt ngọn lửa, con ngươi nhắm lại. Đem hết thảy lực lượng ngưng tụ ở trên ấn đường. Một giây kế tiếp, một đạo hỏa diễm lại từ ấn đường tuôn ra ngoài, trôi lơ lửng ở hắn trước mắt. Diệp thần vốn cho là có bao nhiêu cường thế, nhưng phát hiện chẳng qua là một đạo mỉm cười ngọn lửa. Lửa này miêu quá nhỏ, thật có thể đối kháng kim bào trưởng lão lực lượng. Ngay tại diệp thần nghi ngờ trên, vậy bất diệt lửa, tựa như phát giác cái gì, bỗng nhiên phóng đại. Ngay tức thì hóa là một đạo lưới lớn, lại là vô biên kéo dài. Vô số lực lượng vào giờ khắc này không ngừng hội tụ. Không diệt lửa diễm hình thành lưới lớn lại là rất miễn cưỡng đem vậy đạo ngọn lửa cuồng bạo chiếm đoạt. Giờ khắc này, kim bào trưởng lão nụ cười hoàn toàn cứng ngắc. Cái này, làm sao có thể, ta ngọn lửa đâu, tiểu súc sinh, ngươi trả cho ta ngọn lửa. Hắn giống giận hướng diệp thần phóng tới. Cho tới nay, ngọn lửa này chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là giờ khắc này, hắn căn bản không nghĩ tới, ngọn lửa này lại bị rất miễn cưỡng cắn nuốt. Hắn cùng ngọn lửa liên lạc lại là hoàn toàn xóa đi. Hắn đau tim à. Còn không có chờ kim bào ông già kịp phản ứng, Trảm Long Vấn Thiên Kiếm liền bay trở về Diệp Thần trong tay. Giết cho ta. Một tiếng giống giận, Diệp Thần đã xuất hiện ở kim bào trước mặt của lão giả. Kiếm phong rơi xuống, thần long gầm thét, liệt diễm cự thú gào thét không dứt. Kim bào ông già nhất dựa vào sinh tồn ngọn lửa lại thật bị tước đoạt. Lại là thành là đối phương chém chết mình lực lượng. Kim bào trưởng lão hận không được khạc ra một ngụm máu tươi. Một kích này, như hồng hoang hạ xuống, một kiếm dưới, muôn vàn năng lượng hướng kim bào ông già đánh tới. Sơn hà lật. Kim bào ông già thấy được một màn này, hắn có thể làm chính là ngưng tụ một đạo trận pháp ngăn trở. Nếu không ngọn lửa này và kiếm ý, sợ là khoảnh khắc bây giờ, sẽ gặp đem toàn bộ quảng trường hóa là địa ngục. Ánh lửa phun ra, như khói xài tách thả ra. Kiếm khí hoành bay, như kiếm trận mở. Dã thú tiếng gào thét, thần long tiếng gầm gừ, sông dài tiếng giống giận. Tiếng âm thanh điếc tai. Bành! Một kích này rơi xuống, kim bào ông lão trận pháp lá chắn bảo vệ hoàn toàn vỡ vụn. Mà kim bào ông già cũng là khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này xa xa không có kết thúc. Hắn đưa tay ra muốn ngăn lại một kiếm này. Nhưng là hắn căn bản không ngăn cản được. Dùng cánh tay đi đụng chạm. Cánh tay gãy lìa, xương máu từng cơn. Trảm Long Vấn Thiên Kiếm không trở ngại chút nào rơi vào hắn thân thể trên. Một đạo thật sâu vết máu vạch qua. Kim bào ông già mở to mắt mâu, hắn mới vừa muốn nói cái gì, thân thể nhưng là tại chỗ hóa là hai nửa. Hắn con người từ đầu tới cuối là dữ tợn, giống như nhìn thấy gì kinh khủng sự vật. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp thần tay cầm Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, cắm trên mặt đất, hung hãn chống. Hắn thân thể đau đớn khó nhịn. Nơi này đánh một trận để cho hắn cơ hồ hao hết sạch tinh khí thần. Hắn lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, mới vừa nuốt vào, vậy chung quanh ngọn lửa giống như có ý thức vậy, trực tiếp theo hắn chân, leo lên hắn thân thể, lại là chui vào ấn đường. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất từ tới không có phát sinh qua. Diệp thần miễn cưỡng đi tới Diệp Thiên Chính trước người,
phụ thân vẫn không có tỉnh lại. Diệp Thần đưa tay ra một cái tay, khoác lên hắn bả vai trên, sau đó từng bước hướng bên ngoài đi. Ba, ta mang ngươi rời đi. Chờ đem ngươi cứu tỉnh, liền đem mụ tiếp đi vào. Ngày hôm nay, ai như dám ngăn trở, cho dù là thần, ta cũng muốn đích thân đem hắn kéo xuống thần đàn. Diệp Thần trong mắt lóe lên trước đó chưa từng có kiên định. Cùng lúc đó, Vạn Kiếm Tông. Bầu không khí ngưng trọng. Đại điện bên trong, hai bên đứng ở trăm vị Vạn Kiếm Tông đệ tử. Mỗi một người học trò sau lưng một chuôi linh kiếm. Thực lực cực mạnh. Mà đại điện phía trên nhất chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng với trưởng lão và hộ pháp. Những người này hơi thở đặt ở Côn Lôn hư vậy đủ để sinh ra to lớn uy hiếp. Phải biết Vạn Kiếm Tông mặc dù không tính là Côn Lôn hư cao cấp tông môn, nhưng là cũng là một cái đại tông. Không thể coi thường. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này nhưng là tập trung ở một cái ông lão trên mình. Thẩm Thạch Khê. Thẩm Thạch Khê người đi đường thời điểm ra một ít chuyện, càng là bị tổn thương, lúc này mới tới trễ mấy ngày. Thời khắc này hắn con ngươi lóe lên vẻ kích động và nhiệt huyết. Vạn Kiếm Tông tông chủ trên cao nhìn xuống nhìn một cái Thẩm Thạch Khê, nói trầm trưởng lão, người hôm nay gõ tông môn huyền trung, là chuyện gì? Còn nữa, người tựa hồ đã rất lâu chưa có trở về tông, có phải hay không liền Vạn Kiếm Tông quên mất? Tông chủ giọng lộ ra một tia dùng mình. Thẩm Thạch Khê con ngươi rửng rưng, một bước bước ra tông chủ, hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, ta lần này trở về, chỉ là một chuyện. Cực kỳ khẩn cấp, xin tông chủ dẫn dắt tông đệ tử lập tức lên đường. Lập tức lên đường. Đi nơi nào, trong miệng ngươi khẩn cấp chi rốt cuộc chuyện gì? Nói, mặc dù không duyệt, nhưng là Vạn Kiếm Tông tông chủ vẫn là nói. Một giây kế tiếp, Thẩm Thạch Khê ném ra một cái trái bom nặng ký. Khải bẩm tông chủ, ta gặp được sư tôn. Sư tôn ngay tại Côn Lôn hư. Vạn Kiếm Tông tông chủ nhíu mày một cái, ta Vạn Kiếm Tông hồi nào có cái gì sư tôn. Lời mới vừa nói ra, hắn thật giống như phát giác cái gì, chợt đứng lên. Thanh âm hắn run rẩy, tiếp tục nói ngươi nói sư tôn nhưng mà vị kia. Thẩm Thạch Khê đem một khối ngọc bội trực tiếp lấy ra, hắn trên mình tản ra một cổ cực mạnh hơi thở. Tiếp tục nói, lần này ta ở Hoa Hạ gặp được vị kia giao phó người, thấy vậy ngọc như gặp sư tôn. Tông chủ có từng nhớ? Vị kia giao phó người ở nơi nào? Hắn tên gọi là gì? Nói mau, Vạn Kiếm Tông tông chủ một bước đi tới Thẩm Thạch Khê trước mặt, lại là bắt Thẩm Thạch Khê tay, kích động nói. Người này tên là Diệp Thần, bàn về bối phận, là ta Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người cao nhất sư tôn. Sau đó... Thẩm Thạch Khê móc ra một bản phù văn, bước ra một giọt máu tươi, nhắm mắt lại, hơi cảm thụ. Đây là Diệp Thần cho hắn, có thể nhận ra được mà Diệp Thần bây giờ vị trí. Thuận lợi hội tụ. Đột nhiên, Thẩm Thạch Khê sắc mặt đại biến, trong mắt mở ra, kinh hô thành tiếng, không tốt. Sư tôn gặp nguy hiểm. Vạn Kiếm Tông tông chủ con ngươi co giúp một cái, lạnh lùng nói, Thẩm Thạch Khê, đem lời nói rõ ràng. Nguy hiểm gì? Sư tôn bây giờ nơi ở nơi nào? Ban đầu Trần Thiên Lê hạ xuống nơi này, vậy âm ảnh vẫn bao phủ ở Vạn Kiếm Tông. Như vậy tuyệt thế cường giả học trò, thân phận càng coi là lên sư tôn của hắn, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho người nọ ở Côn Lôn hư xảy ra chuyện. Dù là dùng toàn bộ Vạn Kiếm Tông vận mệnh đi chống cự. Thẩm Thạch Khê không do dự nữa, vội vàng hướng tông chủ nói, khải bẩm tông chủ. Ta mới vừa rồi dùng bí pháp cảm giác, sư tôn ngay tại Côn Lôn hư huyết minh chi địa. Mấu chốt sư tôn hơi thở có chút yếu ớt, rất có thể bị thương. Vạn Kiếm Tông tông chủ nghe được câu này, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Mặc dù Vạn Kiếm Tông không muốn chọc huyết minh, nhưng là chuyện này liên quan đến sư tôn, do không được hắn. Hắn năm ngón tay giương ra, trên đại điện một chuôi kiếm xanh trực tiếp bay đến bên trong tay hắn. Linh khí nổ tung. Một giây kế tiếp, hắn ánh mắt đưa mắt nhìn Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người, Vạn Kiếm Tông nghe lệnh, tông môn tất cả đại hộ pháp, trưởng lão, đệ tử chuẩn bị vũ khí, lập tức đi huyết minh. Trong thiên hạ, không có ai có thể động chúng ta sư tôn. Tông chủ. Một đạo kinh thiên thanh âm vang khắp phân tiêu. Vô số đạo thân ảnh nhanh chóng hướng một phương hướng lao đi. Thật lâu không có đóng Vạn Kiếm Tông cửa.
lần đầu tiên khép lại. Một chi đội ngũ ảo ảo hướng huyết minh chi địa đi. Ước chừng 100 người. Mỗi người sau lưng có một thanh trường kiếm. Ý định giết người nghiêm nghị. Lấy kiếm là tông, bọn họ hôm nay còn muốn dùng sau lưng kiếm mở một đường máu. Côn Lôn Hư. Kỷ gia. Kỷ Tư Thanh ở trong sân đi tới lui. Thần sắc lo lắng. Cho dù nàng thực lực mạnh hơn nữa, thiên phú cao hơn nữa, có ít thứ, căn bản không cách nào chống lại. Nàng ở võ đạo một đường có thể nói quang minh đường lớn, vô số người kính ngưỡng và hâm mộ. Nhưng là ở chân chính sinh trước khi chết, lại không có bất kỳ năng lực phản kháng. Mặc dù gia tộc thần y đem phụ thân vấn đề tạm thời ổn định, nhưng là cái này mấy ngày kế tiếp, nàng phát hiện phụ thân trên người tử khí không ngừng lan tràn, hậu quả chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nếu như lại không tìm được vậy Diệp Thí Thiên, cũng hoặc là Kỷ Lâm Mang không trở về Lâm Thanh Huyền đệ tử, phụ thân sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà Diệp Thí Thiên từ lần trước ở Túy Tiên Lầu xuất hiện qua một lần sau đó, liền lại cũng không có động tĩnh. Tựa như nhân gian bốc hơi. Nàng vận dụng Kỷ gia tất cả lực lượng đi tìm Diệp Thí Thiên, mấy ngày kế tiếp, căn bản không có kết quả. Nàng quả đấm hơi cầm chặt, một cổ vô hình đợt khí lan ra. Mặt đất lại là xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là nàng lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm giác vô lực. Đột nhiên, một cái Kỷ gia người làm liền lăn một vòng chạy vào, Lâm tiểu thư trở về. Nàng mang Lâm Thanh Huyền hậu nhân trở về. Nghe được câu này, Kỷ Tư Thanh trong mắt kinh ngạc mấy phần, Kỷ Lâm lại có thể thành công. Chẳng lẽ là vậy viên kim đan tác dụng? Không nghĩ nhiều nữa, nàng hóa là một đạo tàn ảnh. Tựa như thanh gió lay qua. Ngay tức thì liền xuất hiện ở Kỷ gia đại điện. Mà giờ khắc này Kỷ Lâm và Lâm Như Hải cũng là bước nhanh đến. Kỷ Lâm khi thấy Kỷ Tư Thanh, vội vàng vọt tới, thân thể nho nhỏ trực tiếp nhảy đến Kỷ Tư Thanh trên mình, thậm chí đem đầu mình chôn vào Kỷ Tư Thanh vậy mềm mại trên. Rất thoải mái. Tỷ tỷ, ta ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, cũng thật gầy quá đâu, bất quá, ta cũng làm người mang về, mau khen ta. Kỷ Lâm một bộ chờ đợi khen ngợi dáng vẻ. Kỷ Tư Thanh yêu sầu trên mặt xuất hiện một đạo nụ cười, đem Kỷ Lâm để xuống sờ một cái đầu nàng, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Như Hải trên mình. Nàng vốn cho là Kỷ Lâm mời chắc là Thanh Huyền đỉnh giống vậy thần y, lại không nghĩ rằng trực tiếp mang về Lâm Như Hải. Lâm Như Hải ở Thanh Huyền đỉnh địa vị nhưng mà dưới một người trên vạn người. Mấu chốt người này có lớn như vậy bản lãnh, tại sao phải theo Kỷ Lâm xuất hiện còn tới nơi này? Một viên kim đan khẳng định không cách nào thu mua. Lâm Như Hải cũng là một bước bước ra, khom người, chắp tay nói, Kỷ tiểu thư, nghe đại danh đã lâu. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, Lâm tiền bối cực khổ, gia phụ sự việc còn phải có làm phiền ngài, nếu không ta trước là Lâm tiền bối tiếp gió tẩy trần, lại. Lời còn chưa nói hết, Lâm Như Hải liền nói, không không không, trực tiếp mang ta đi gặp lệnh tôn, Diệp tiên sinh nhưng mà cho ta hạ lệnh. Chữa khỏi lệnh tôn mới là mấu chốt. Diệp tiên sinh. Kỷ Tư Thanh đôi mi thanh tú một nhăn mày. Ở Thanh Huyền trên núi, so Lâm Như Hải địa vị cao tựa hồ chỉ có một vị lão tổ. Huống chi, Thanh Huyền núi tất cả mọi người họ đều là Lâm, làm sao đột nhiên nhô ra một cái Diệp tiên sinh. Bất quá an nguy của phụ thân so hết thảy đều trọng yếu, Kỷ Tư Thanh làm một cái động tác tay, hướng Kỷ ra chỗ sâu đi. Lâm tiền bối. Mời theo ta tới. Không lâu lắm, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm thậm chí còn Lâm Như Hải cũng đi tới một nơi phòng ngủ. Phòng ngủ nằm trên giường bệnh một cái người đàn ông trung niên, tánh mạng đe dọa. Lâm Như Hải nhìn lướt qua Kỷ Mỗi gia chủ, con người có giúp một cái, lệnh tôn thương thế tựa hồ là bị một vị cao cấp cường giả đả thương. Nếu như không phải là lực lượng gì bang lệnh tôn cản trở mấy phần, phỏng đoán thân thể cũng hóa là xương máu. Hơn nữa đối phương lực lượng có chút đặc thù, Côn Lôn Hư rất hiếm thấy. Nghe được Lâm Như Hải mà nói, Kỷ Tư Thanh trong trẻo lạnh lùng con ngươi thoáng qua một tia ý định giết người, Lâm tiền bối có thể biết người nào nơi là. Lâm Như Hải lắc đầu một cái, chuyện này vẫn là phải chờ lệnh tôn tỉnh lại nói sau, huống chi lệnh tôn tình huống rất phức tạp, ta cũng không nhất định có thể thành công, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Các người đi ra ngoài trước đi. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái. Nàng tự nhiên biết Lâm Như Hải muốn thi triển một ít bí thuật, trực tiếp kéo Kỷ Lâm hướng vườn hoa đi.
Hoa viên trung ương đình tử. Kỷ Lâm rút ra một cái sờ nách khoai, mới vừa dự định mở ra ăn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem kim đan lấy ra, ném cho Kỷ Tư Thanh, tỷ tỷ, vật này không dùng được. Kỷ Tư Thanh tay cầm kim đan, con người nghi ngờ hết sức. Viên thuốc này lại có thể không có dùng, vậy Lâm Như Hải vì sao tự mình tới? Lâm Như Hải nóng nảy nàng có nghe thấy, đã từng rất nhiều cường giả đi cầu cứu, nhưng là đối phương một mực không để ý tới, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là dưới mắt là cái quỷ gì? Nàng Kỷ gia uy danh còn không có mạnh đến có thể để cho Lâm Như Hải loại người này hạ mình. Kỷ Lâm nhìn ra Kỷ Tư Thanh nghi ngờ, khóe miệng phát họa, cười nói, tỷ tỷ, người đoán một chút ta lần này thấy người nào. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, nói đi, mấy ngày nay rốt cuộc phát sinh cái gì? Mỗi một chuyện đều không được bỏ sót. Kỷ Lâm ăn một miếng sờ nách khoai, cảm thấy tỷ tỷ cũng quá không rõ ràng phong tình. Nàng biết miệng hả ra, ngươi liền không quan tâm Hoa Hạ thằng nhóc kia. Nghe được câu này, Kỷ Tư Thanh con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, ngươi nói không phải là Diệp Thần chứ? Dĩ nhiên, Kỷ Lâm đánh một cái hưởng chỉ, cười nói, Diệp Thần tới Côn Lôn hư. Còn nữa, nếu như lần này không có Diệp Thần, ta phỏng đoán có thể liền không về được. Kỷ Lâm lời nói ra kinh người để cho Kỷ Tư Thanh hơi biến sắc mặt. Nàng chân thực không cách nào liên tưởng Diệp Thần và Kỷ Lâm sẽ có liên quan gì. Dù là hai người gặp mặt, Diệp Thần thực lực ở Côn Lôn hư vậy không lên được mặt bàn, làm sao cứu Kỷ Lâm. Kỷ Lâm sớm vừa muốn đem hết thảy nói ra, tiếp tục nói, tỷ tỷ, lần trước ta gặp hắn là tức động cảnh, lần này ta gặp hắn, lại là thần du cảnh. Cái này tốc độ đột phá, ta hoài nghi thằng nhóc này trên mình nhất định có kỳ ngộ. Đây không phải là trọng yếu nhất. Thằng nhóc này lại còn không giải thích được nắm giữ trận pháp. Trận pháp thành tựu có thể nói yêu nghiệt, liền trận pháp thiên tài Bạch Triển Nguyên đều không cách nào chống lại. Cái gì? Kỷ Tư Thanh giếng cổ không dao động gương mặt xuất hiện nồng nặc khiếp sợ. Diệp Thần phàm là cây, đây là không tranh sự thật. Toàn bộ Côn Lôn hư tông môn cũng biết. Theo lý mà nói, loại người này muốn tu luyện, cả đời đều khó bước đến thần du cảnh. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần làm được. Đây không phải là trọng yếu nhất, Diệp Thần lại vẫn nắm giữ trận pháp, thậm chí Kỷ Lâm trong miệng còn dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Kỷ Lâm thành tựu nàng muội muội, gặp qua không thiếu trận pháp thiên tài, tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện loạn dùng yêu nghiệt cái từ ngữ này. Mấu chốt còn dính dấp Bạch Triển Nguyên, Côn Lôn hư miệng là có Bạch Triển Nguyên các loại truyền thuyết. Cái này ba chữ lại là trận pháp thiên phú đại danh từ. Nói như vậy, Diệp Thần ở trận pháp thành tựu tuyệt đối kinh người. Kỷ Tư Thanh ngực phập phồng, bắt lại Kỷ Lâm tay, từ ngươi rời đi bắt đầu nói tới, chuyện không to nhỏ. Ta tất cả đều phải biết. Kỷ Lâm cảm nhận được cánh tay đau đớn, buông xuống sờ nách khoai, đem mấy ngày nay sự tình phát sinh toàn bộ nói ra. Từ Bạch Triển Nguyên đến Diệp Thần xuất hiện, rồi đến Diệp Thí Thiên âm thầm ra tay, chém chết Bạch Triển Nguyên và vị kia đại năng, rồi đến Thanh Huyền đỉnh chuyện. Chỉ bất quá Kỷ Lâm rất nhiều chuyện đều là từ Diệp Thần trong miệng biết được, cụ thể sự việc Diệp Thần cũng không có nói nhiều. Cho tới bây giờ, Lâm Như Hải vì sao đối với Diệp Thần như vậy tôn kính, vẫn là một cái nghi ngờ. Kỷ Tư Thanh đôi mi thanh tú một mực nhăn mày trước, không có giãn ra. Nàng con ngươi chỉ còn lại kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới, rời đi nửa năm Diệp Thần, lại mạnh như vậy thế trở về. Nàng đã từng giúp qua Diệp Thần vô số lần. Căn bản không trông cậy vào hồi báo. Mà bây giờ, nàng phát hiện, Diệp Thần xuất hiện trực tiếp phá vỡ Kỷ gia khốn cảnh. Không thể tưởng tượng nổi, lại không khỏi không thừa nhận. Diệp Thần cứu vớt Kỷ gia. Cái này nửa năm, tên này thật lấy được kỳ ngộ gì. Chỉ tiếc, hắn bây giờ ước chừng dừng lại tại thần du cảnh, hắn khởi điểm quá muộn, dù là sau lưng thật đứng Thanh Huyền đỉnh và Y Thần môn. Muốn ở Côn Lôn hư có nhất định quyền phát biểu, vậy rất khó. Côn Lôn hư cuối cùng là võ đạo vi tôn, Y Thần môn hoàn toàn sa sút, không có cường đại thế lực che chở, Diệp Thần muốn ở Côn Lôn hư xông ra danh tiếng, rất khó. Trừ phi có một ngày, Diệp Thần và vậy Diệp Thí Thiên như nhau, làm ra chấn động Côn Lôn hư việc lớn, lúc này mới có thể tham dự lập ra Côn Lôn hư quy tắc. Kỷ Lâm gặp Kỷ Tư Thanh nỉ non cái gì, lại nói, tỷ tỷ. Ngươi nói thế nào Diệp Thí Thiên tại sao phải cứu ta và Diệp Thần?
có phải hay không bởi vì hắn muốn mượn ta đến gần ngươi? Nếu như Diệp Thần và Diệp Thí Thiên đồng thời đứng ở ngươi trước mặt, tỷ tỷ ngươi sẽ chọn ai? Kỷ Tư Thanh không để ý đến, hướng một bên thiền điện đi, Tiểu Lâm, chỉ có ngươi loại này đứa nhỏ mới có thể làm lựa chọn. Diệp Thần chính là thần du cảnh và vậy cũng có thể bước vào phản hư cảnh Diệp Thí Thiên, như thế nào tương đối? Bất quá chuyện hôm nay, ta Kỷ gia thiếu Diệp Thần thiên đại ân huệ. Nếu quả thật muốn chọn, ta sẽ chọn Diệp Thần. Hắn cho dù phàm căn, ta luôn cảm giác hắn trên người có vật đặc biệt, vật này một khi tách thả ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, huyết minh hầm giam. Trong bóng tối hai đạo thân ảnh hướng ánh sáng đến gần. Loang lổ ánh sáng đánh vào Diệp Thần mặt nạ trên, nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi đã khô, Diệp Thần trên người ý định giết người nhưng là vẫn còn đang. Vô cùng lạnh như băng. Rất nhanh, Diệp Thần mang Diệp Thiên Chính liền đi ra phía ngoài. Hắn bước chân dừng lại, ngẩng đầu lên, bên ngoài nhưng là đông nghịt một phiến. Huyết minh đông đảo cường giả, tất cả đều ở bên ngoài thật sớm chờ. Diệp Thần không có một tia sợ hãi, ngược lại cười. Hắn đã sớm đoán được muốn rời khỏi không có dễ dàng như vậy. Huyết minh hầm giam trấn thủ đệ tử bị giết, hơn nữa tiến vào huyết minh hầm giam trưởng lão tất cả đều chết, nếu như huyết minh lại không phản ứng kịp, vậy thì buồn cười. Thật ra thì vốn nên mang Thanh Huyền đỉnh cường giả tới đây, chí ít có thể chống cự phân nửa. Thậm chí nếu như có Thanh Huyền đỉnh lão tổ ra tay, sự việc cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng mà hắn không chờ được lâu như vậy, phụ thân vậy không chờ được. Hắn ánh mắt hướng một cái to lớn người đàn ông bắn tới, đối phương khí tức trên người cực kỳ khủng bố. To lớn người đàn ông đứng ở tất cả mọi người trước người, chúng tinh ủi tháng. Nếu như không có đoán sai, người này chắc là huyết minh minh chủ kiếm huyết trầm. Cũng là điều khiển kinh thành lâm gia, u hồn ngục giam, nhốt phụ mẫu, muốn có được Diệp gia bí mật bàn tay đen sau màn. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí đụng ra kịch liệt tia lửa. Kiếm huyết trầm trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, lên tiếng, ngươi là ai, tại sao phải mang đi Diệp Thiên Chính, lại vì sao phải giết ta huyết minh kim bào trưởng lão? Ngươi có thể biết kim bào trưởng lão ở ta huyết minh có chân quý dường nào? Hắn tự nhiên không biết dưới mặt nạ chính là Diệp Thần, chỉ có thể hỏi như thế nói. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên Chính hôm nay ta chính là muốn mang đi, ngươi có thể có ý kiến? Nếu như có, ta liền mở một đường máu. Nếu như không có, ngươi huyết minh còn có thể tiếp tục tồn tại Côn Lôn hư trong. Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh tự tin. Không sợ hãi. Lời này vừa nói ra, đông nghịt đám người an tĩnh mấy giây. Mấy giây sau đó, ầm ầm bùng nổ. Tiếng cười vang khắp. Thằng nhóc, người sợ là lầm thế cục đi, người dưới chân đạp địa phương nhưng mà huyết minh. Huống chi ngươi một người độc thân lại mang một cái nửa chết nửa sống người bình thường, chẳng lẽ còn muốn tự huyết minh đi ra ngoài? Ha ha, cái này sợ là cái người điên đi. Đừng lấy là có chút thực lực, là có thể nắm trong tay hết thảy. Bất kỳ cường giả, ở chúng ta minh chủ trước mặt, đều là con kiến hôi. Minh chủ, ta phương chính thỉnh cầu xuất chiến, tất nhiên đem thằng nhóc này chỉ phục phục thiếp thiếp. Minh chủ, tiểu xúc sinh này giao cho ta 5 giây, ta đoạn tay chân hắn. Đám người bàn luận sôi nổi. Bọn họ nhìn thấu Diệp Thần thương thế trên người, càng nhìn thấu Diệp Thần tu vi. Siêu phàm cảnh cũng hoặc là nhập thánh cảnh hơi thở. Cụ thể như thế nào, bọn họ không biết, bởi vì Diệp Thần sát khí trên người lấn át hết thảy. Nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua nhập thánh cảnh. Tại chỗ 70% huyết minh cường giả đều đủ để chống lại. Huyết minh minh chủ kiếm huyết trầm nhìn về phía Diệp Thần, tiếp tục nói, bây giờ thế cục rất rõ ràng, người như thế nào đi nữa tranh cãi cũng vô ích. Diệp Thiên Chính là ta huyết minh muốn người. Phải lưu lại, không chỉ như vậy, mạng ngươi ta huyết minh cũng muốn. Nếu ngươi mang mặt nạ không chịu gặp người, vậy ta sẽ để cho người ta tự mình đem ngươi vậy mặt nạ tháo xuống. Vương Man, ngươi không phải nói 5 giây là có thể đoạn tay chân hắn sao? Ta bây giờ cho ngươi cơ hội này. Dứt lời, trước nói chuyện cái đó tráng hán khôi ngô trực tiếp đứng ra. Vương Man thân cao chừng 2,5 mét, xa so Hoa Hạ Diêu Minh cao hơn không thiếu. Thật đơn giản một chạm liền tự thành cảm giác bị áp bách, để cho người khó chịu đến mức tận cùng.
mấu chốt hắn cảnh giới cũng không yếu, nhập thánh cảnh đỉnh cấp, nửa bước bước vào thánh vương cảnh. Ở Kiếm Huyết trầm trong mắt, như thực lực này, đối phó một cái bị thương tiểu tử mà nói, dư sức có thừa. Vương Man đối với Kiếm Huyết trầm chắp tay một cái, điện chủ yên tâm, ta lực lượng một ít thánh vương cảnh sơ kỳ cường giả cũng không chịu nổi, huống chi tiểu xúc sinh này, có thể 5 giây đều không muốn. Ta trực tiếp đem hắn đầu lâu tháo xuống, ta ngược lại là phải xem tên tiểu xúc sinh này có cái gì không dám gặp người. Dứt lời, Vương Man một bước bước ra, mặt đất chấn động. Diệp Thần con ngươi híp lại, chỉ một đối phương khí thế tới xem, hoặc là chính là người luyện thể, hoặc là chính là tu luyện lực lượng tồn tại. Và loại người này cứng đối cứng, nếu như không địch lại, thân thể đều có thể hóa là xương máu. Từng cơn gió lớn cuộn sạch, Vương Man chớp mắt gian liền là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Một quyền đánh ra, một quyền này kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Không khí tựa như cũng bị đè nén. Đừng xem Vương Man to lớn, tốc độ nhưng là khác thường mau. Một khi bị nện xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì Diệp Thần trên mình còn đắp phụ thân, muốn né tránh căn bản không có thể. Bất đắc dĩ, hắn con người đông lại một cái, miễn cưỡng một quyền đập ra. Thậm chí vì không để cho phụ thân chịu đựng đối phương tổn thương, thân thể nghiêng về trước, rất miễn cưỡng chịu đựng. Bành! Hai quyền bỗng nhiên đụng chạm. Đợt khí lăn lộn, bụi đất cuốn lên, tựa như đầy trời cát vàng. Bởi vì Diệp Thần cưỡng ép sức chịu đựng, bản thân lại bị thương, đối mặt một quyền này, dư âm dạo dực, đều bị hắn chịu đựng. Huyết khí dâng trào, khóe miệng tràn ra một tia đỏ bừng, lại là lui về sau 5-6 bước. Hắn nhìn một cái phụ thân, không có một tia đáng ngại, thở ra một hơi. Sau đó, hắn đem Diệp Thiên Chính cõng ở sau lưng. Hắn không dám giống như mới vừa rồi tại hầm giam như nhau đặt ở một bên, dẫu sao bên ngoài huyết minh cường giả quá nhiều, hơi lơ là, phụ thân liền sẽ xảy ra chuyện. Mình sau lưng là an toàn nhất. Bất quá hắn sau lưng linh khí bọc, ngược lại là không có gì quá lớn trói buộc. Diệp Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Vương Man. Trong mắt máu tanh, tựa như một đầu địa ngục cự thú. Ngươi rất thích cảm thụ lực lượng. Diệp Thần băng hàn lời nói rơi xuống. Vương Man gặp Diệp Thần lại có thể không có chết, diễn cảm dữ tợn mấy phần. Minh chủ có thể ở phía sau nhìn, nếu như lại không bắt lại tiểu xúc sinh này, hắn mặt mũi để nơi nào. Tiểu xúc sinh, ngươi nhất định phải mang một cái như vậy phiền toái. Vậy đừng trách ta một quyền chết hai người. Dứt lời, Vương Man gầm thét một tiếng, dồn khí đan điền, bước ra ba bước. Một bước cuối cùng. Mặt đất rạn nứt, đầu gối cong, bỗng nhiên bay lên không. Ước chừng vượt qua 6-7 gạo cao. Sau đó đột nhiên tung tích, như Thái Sơn thế, mang theo sấm sét vạn quân lực, một quyền từ trên trời hạ xuống. Đây là hắn đắc ý quyền kỹ. Chấn Sơn quyền, một quyền chấn động Sơn Hà, vạn địch không thể đỡ. Một quyền kia đánh ra ngay tức thì, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được, Vương Man vậy thân thể cao lớn. Gân cốt trỗi lên, phát ra đùng đùng giòn vang tiếng. Bành! Quyền gió cuồng bạo, Vương Man toàn thân lực lượng cũng đánh ra. Giờ khắc này hắn, tràn đầy giết hại hơi thở. Ở vậy khí thế kinh khủng dưới, toàn bộ huyết minh, cũng mơ hồ chấn động lên. Cao cấp cường giả oai, ai dám động chạm. Hắn như mãnh hổ xuống núi, nếu như vẫn thạch đập xuống thương khung. Những cái kia huyết minh trưởng lão và đệ tử ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vương Man lại có thể đột phá. Một quyền này lực lượng, cho dù là ta cũng không ngăn cản được à. Một quyền không có giết vậy mặt nạ tiểu tử, xem ra Vương Man là nghiêm túc. Bàn về lực lượng, thánh vương cảnh dưới, cơ hồ vô địch. Thằng nhóc kia liền thảm, có một người nửa chết nửa sống, làm sao ngăn cản. Dù là chạy vậy không còn kịp rồi à. Giờ khắc này, tất cả mọi người sớm đã nhận định kết quả. Tất nhiên là nghiền ép chi cục. Bọn họ thậm chí đã thấy hai người tại chỗ hóa là huyết phụ tình cảnh. Mà Diệp Thần nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời đụng mà đến bóng người, hắn khóe miệng lóe lên điên cuồng. Trong cơ thể máu lực rồng toàn bộ hội tụ đến trong quả đấm. Thậm chí mi tâm vậy đạo bất diệt lửa cũng là cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, phun trào đến Diệp Thần cánh tay phải.
hắn tay phải tựa như giấy lên từng cơn ngọn lửa. Sư phụ nói bất diệt lửa có linh, lại là cực kỳ khủng bố, xem ra có đạo lý. Thời khắc này Diệp Thần có thể cảm giác cánh tay phải lực lượng cuồng bạo đến cơ hồ muốn nổ tung mở ra. Hắn không do dự nữa, mang sau lưng phụ thân, đầu gối cong, sau đó chợt xông ra ngoài. Hôm nay ta để cho ngươi cảm thụ một chút thượng cổ quyền kỹ. La sát quyền. Một tiếng giống giận, Diệp Thần vậy thiêu đốt cánh tay phải, biến dạng gió lốc lớn, trực tiếp đón Vương Man đi. Long ngâm từng cơn, khí thôn vạn dặm. Bàn về khí thế, thời khắc này Diệp Thần lại càng không thua. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần tựa như hóa là một đầu nuốt trời rồng lửa, hướng vậy trấn sơn quyền đánh đi. Có bất diệt lửa và máu lực rồng, một quyền này tựa như có thể phá ra hết thảy. Rào 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 rào. Quyền gió cuốn dậy cơn sóng thần. Tại chỗ xé trấn sơn quyền ngưng tụ hổ khổng lồ hư ảnh. Làm sao có thể? Diệp Thần bộc phát ra khủng bố quyền thế và quyền gió, để cho Vương Man trợn to hai mắt, diễn cảm lại là dữ tợn đến mức tận cùng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn trong lòng lại sinh ra sợ hãi. Đến từ chết sợ hãi. Mãnh hổ và rồng lửa so sánh, chênh lệch quá mức rõ ràng. Quyền gió ngưng tụ hư ảnh cự thú càng mạnh, liền đại biểu lực lượng càng mạnh. Cảm thụ Diệp Thần triển lộ ra lực lượng cường đại, Vương Man sắc mặt giận đỏ. Không để ý hết thảy, khạc ra một hớp máu tươi, điên cuồng cường hóa trấn sơn quyền. Hắn phải đem cái này cái thanh niên hoàn toàn hủy diệt. Bành! Một tiếng kinh thiên vang lớn, hai đạo lực lượng bỗng nhiên va chạm. Đất sung núi chuyển, vạn trượng bụi đất lên. Vô hình đợt khí lăn lộn, hầm giam cửa trực tiếp sụp đổ. Không chỉ như vậy, những cái kia đến gần huyết minh cường giả cũng là rất miễn cưỡng bị chấn động ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người rối rít lui về phía sau, ai có thể nghĩ tới vậy mặt nạ tiểu tử lại có một địch lực. Gió lớn chính giữa, bụi bặm đầy trời. Trong bụi bặm Vương Man cánh tay xuất hiện từng đạo vết rách, gân xanh nổ. Trong con ngươi của hắn chỉ có kinh hãi. Thậm chí theo thân thể vết rách lan truyền, hắn sắc mặt rất nhanh vặn vẹo, đổi được vô cùng thống khổ và kinh hoàng. Mình lực lượng lại căn bản không địch lại. Thậm chí nhỏ bé. Phảng phất là tinh thần cùng hạo thắng va chạm. Không phải một cái cấp bậc. Cái này thằng nhóc này cho dù là người luyện thể cũng không khả năng à. Rào, một tiếng, Vương Man cánh tay trực tiếp gãy lìa, máu lớn dần. Đây vẫn chưa kết thúc. Vương Man bên tai vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, bây giờ, ta tự mình đưa ngươi lên đường. Một khắc sau, Diệp Thần lần nữa xuất hiện ở liền Vương Man trước mặt, một quyền mang bất diệt lửa, hoàn toàn ở Vương Man ngực bùng nổ. Xì, máu nhuộm bầu trời mênh mông, Vương Man còn phản ứng không kịp nữa, thân thể xương toàn bộ vỡ vụn. Sau đó, nặng nề đập xuống đất. À! Toàn bộ huyết minh lại là vang khắp hắn vậy tê tâm liệt phế thanh âm. Bành! Mặt đất một đạo hố sâu tạo thành, ước chừng hơn 2 mét Vương Man đã biến mất. Hố sâu bên trong chỉ còn lại một vũng máu tươi. Yên tĩnh! Huyết minh quảng trường yên lặng đến mức tận cùng. An tĩnh như thế, thậm chí để cho mỗi một người tại chỗ cảm giác được nghẹt thở. Cho đến một hồi gió lạnh lay động. Huyết minh trưởng lão và các đệ tử một cái cơ trí cái này mới tỉnh hồn lại. Lấy lực lượng xưng bá Vương Man không chỉ không có ở trong vòng 5 giây bắt lại thằng nhóc kia, ngược lại bị thằng nhóc kia một quyền nghiền ép. Trời à! Cái này mang mặt nạ tiểu tử chẳng lẽ là người luyện thể sao? Vẫn là cái loại đó nghịch thiên luyện thể thế tồn tại. Chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, Diệp Thần nhưng là ngay trước huyết minh tất cả mọi người mặt đi ra bên ngoài. Trong chốc lát, lại không có ai ngăn trở. Gió lạnh múa, tráng sĩ đi. Tư thế hào hùng, không người cản. Một quyền kia sinh ra lực lượng lại để cho mấy trăm người thần phục. Kiếm huyết trầm tự nhiên không thể nào để cho Diệp Thần rời đi. Hừ lạnh một tiếng, các người chẳng lẽ mắt mù không được. Nếu như người này đi ra huyết minh, các người toàn mẹ hắn tự phế tu vi. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, một giây kế tiếp. Vô số binh khí chỉ hướng Diệp Thần. Tất cả mọi người phun trào, ý định giết người làm phép, bao vây Diệp Thần. Một vòng tiếp theo một vòng. Một người ở cửa, vạn người chớ mở. Vô tận uy áp từ trời mà rơi,
đây chính là mấy trăm vị huyết minh cao cấp cường giả lực lượng à. Người bình thường ở nơi này uy áp hạ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Diệp Thần Chân cũng là rơi vào đất đai bên trong, không cách nào nhúc nhích một bước. Động thủ. Một vị huyết minh trưởng lão mở miệng nói. Sau đó, vô số đạo thân ảnh hướng Diệp Thần lao đi, kiếm ảnh đầy trời biến dạng hết thảy. Thậm chí có chút kiếm ảnh vẫn là hướng Diệp Thiên Chính đi. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một tia sát ý. Bổn mạng linh phù, máu lực rồng, thậm chí còn bất diệt lửa toàn bộ hội tụ trên người. Đồng thời Trảm Long Vấn Thiên kiếm cầm ở lòng bàn tay. Trường kiếm múa, mang theo ngọn lửa cuồng bạo và sấm sét tàn phá đi. Một kiếm này oai như núi lở đất mòn, tiếng nổ chính giữa, rõ ràng nghe được xương cốt gãy liệt tiếng. Nhiều như vậy lực lượng hội họp, người bình thường như thế nào ngăn trở? Diệp Thần chỉ như vậy mang phụ thân xông vào đám người bên trong. Một kiếm, hai kiếm, thậm chí liền Diệp Thần cũng không biết bổ ra mấy kiếm. Vì không để cho phụ thân bị thương, hắn rất miễn cưỡng đối phó rất nhiều tổn thương. Hắn vậy cả người Phạm Tư Chiết đồ dạo phố đã xuất hiện đạo đạo liệt ngân, thậm chí liền máu tươi đều không ngừng rỉ ra. Mà những cái kia huyết minh và trưởng lão thảm hại hơn. Từng cái thủ thân phận cách, toàn bộ huyết minh quảng trường lâm vào là một cái sông máu. Diệp Thần trong cơ thể huyết long càng phát ra khổng lồ. Đây cũng là nó tốt nhất chất dinh dưỡng. Ngay tại lúc này, vẫn không có động thủ kiếm huyết trầm bây giờ nhìn không nổi nữa. Bóng người mau như tia chớp, chớp mắt chỉ gặp chính là đi tới Diệp Thần sau lưng. Một trường đánh về phía Diệp Thiên Chính. Hắn chắc chắn Diệp Thần sẽ chọn mình chịu đựng. Quả nhiên, làm Diệp Thần cảm nhận được phụ thân gặp nguy hiểm, thậm chí bỗng nhiên lột. Ngực hắn rất miễn cưỡng thừa nhận kiếm huyết trầm một trường. Bành! Hắn thân thể tại chỗ bay ra ngoài, như diều đứt dây vậy. Lại là rất miễn cưỡng đập vào một viên cây liễu trên cây. Một ngụm máu tươi trực tiếp khạc ra. Đan điền chân khí đã cơ hồ hao hết. Hắn chung quy vẫn là người, đối mặt nhiều cường giả như vậy, vốn là bị thương, sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Đám kia huyết minh trưởng lão và đệ tử vội vàng kinh hô, không hổ là minh chủ, một trưởng cũng đủ để trấn áp cái này mang mặt nạ tiểu tử. Kiếm huyết trầm hai tay chắp sau lưng, đừng nói nhảm, trực tiếp đem tiểu xúc sinh này mặt nạ tháo xuống. Ta đây là muốn xem dưới mặt nạ tiểu xúc sinh kết quả là ai. Nghe được kiếm huyết trầm phân phó, một đám trưởng lão ngay tức thì hướng Diệp Thần đi. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là đem Diệp Thiên Chính thả ở trên mặt đất, sau đó đứng lên, chợt đem Trảm Long Vấn Thiên kiếm cắm ở phụ thân trước mặt. Giúp ta coi giữ hắn. Trảm Long Vấn Thiên kiếm truyền tới từng cơn kiếm ngân vang, tựa như đáp ứng Diệp Thần. Diệp Thần thở ra một hơi, nhìn về phía vậy cướp được mấy người, miệng kia rác nụ cười dữ tợn, tựa như ăn chắc mình. Các người đều không phải muốn biết ta thân phận sao, hôm nay ta liền nói cho ngươi. Dứt lời, Diệp Thần không có đi lấy mặt nạ, ngược lại đưa tay ra, năm ngón tay nắm chặt, một cây cây liễu chính là rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cây liễu là kiếm. Cái này đây là cái gì người điên? Thật lấy làm cho này loại cây liễu có thể dung chuyển huyết minh. Đột nhiên, có người phát hiện cái gì? Vậy Diệp Thần bóng người cùng với nắm cây liễu động tác. Hơn nữa chuôi này Trảm Long Vấn Thiên kiếm. Và Túy Tiên Lầu chảy ra kiếm đồ cực kỳ tương tự. Diệp Thí Thiên, hắn là Diệp Thí Thiên. Người nọ kinh hô thành tiếng. Nghe được câu này. Nguyên vốn dự định hướng Diệp Thần đi mấy vị trưởng lão, vội vàng dừng bước lại, không dám tiến lên trước một bước. Diệp Thí Thiên sợ hãi nhưng mà một mực chi phối trước bọn họ à. Kiếm huyết trầm cũng là con người âm trầm tới cực điểm. Mặc dù không biết tại sao Diệp Thí Thiên thực lực giảm xuống nhiều như vậy, nhưng là hắn sợ chậm thì xanh biến, vội vàng nói tất cả huyết minh đệ tử trưởng lão nghe lệnh, không tiếc hết thảy thủ đoạn bắt lại cái này Diệp Thần. Một giây kế tiếp. Vô số cuồng bạo kiếm ý hóa thành kiếm biển hướng Diệp Thần đi. Nguyên bản bọn họ còn không dự định bùng nổ toàn lực, nhưng là Diệp Thí Thiên cái này ba chữ vừa ra, bọn họ không dám ẩn giấu thực lực à. Nếu không bọn họ kết quả liền chỉ có chết. Nhìn kiếm kia biển và vô tận ý định giết người phun trào tới. Một kích này đủ để phá hủy bất kỳ một người nào thánh vương cảnh cường giả, càng không cần phải nói Diệp Thần.
Nhưng mà Diệp Thần nhưng không có hốt hoảng chút nào, nhàn nhạt nói các người nhất không nên chính là dùng kiếm. Một giây kế tiếp, Diệp Thần trong tay cây liễu ngăn lại, trực tiếp sử dụng một đạo kiếm quyết. Kiếm này quyết có thể để cho vạn kiếm thần phục. Kiếm miển lại coi là cái gì? Diệp Thần bước ra một bước, hơi thở bỗng nhiên phóng thích. Cây liễu đung đưa, vô hình uy áp phóng thích. Đột nhiên, vậy từng đạo kiếm ý tựa như hoàn toàn mất khống chế. Một cổ thượng cổ hơi thở, đem toàn bộ huyết minh bao phủ ở bên trong, cái này đụng chạm kịch liệt dưới, bốn phía kiếm khí, khoảnh khắc bây giờ, sẽ gặp đem hóa là địa ngục nhân gian. Kiếm khí hoành bay, vậy nguyên bản hướng Diệp Thần và Diệp Thiên mà đến kiếm ý tại chỗ rơi trên mặt đất. Mất đi hết thảy linh khí. Hóa thành sắt vụn. Toàn mẹ hắn bỏ trở lại cho ta. Diệp Thần một tiếng giống giận, kiếm quyết khí thế ầm ầm bùng nổ. Vậy rơi trên mặt đất vô số thanh kiếm ầm ầm cất cánh, thậm chí lộn. Giờ khắc này, đối với những cái kia linh kiếm mà nói, Diệp Thần vi tôn. Kiếm phong qua, sông dài bể tan tành. Gió lớn gầm thét, hết thảy cuộn sạch. Người ngưỡng mã phiên, chỉ còn lại yên tĩnh. Những cái kia huyết minh trưởng lão và đệ tử tất cả đều điên rồi. Kiếm miển chiếm đoạt, chết chết, bị thương tổn thương. Ai có thể nghĩ tới một cây liễu lại có thể bộc phát ra loại này lực lượng. Cái này mẹ hắn chơi thế nào? Trễ giờ còn có hai canh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.